bên trong tinh hạt lóe lên ánh sáng màu vàng, pháp tắc thời gian ẩm ẩm phát tán ra chấn động. Hắn lại phát tay lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong là một linh sâm màu trắng noãn, chính là thiên tạo tham. Tay kia thì phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, bao phủ thiên tạo tham lại. Theo sự bấm niệm pháp quyết trong tay hàn lập, ánh sáng màu xanh biến hóa ra hình dạng hai bàn tay to, cầm chặt linh sâm rồi nhẹ nhàng nghiền nát. Mặc dù thiên tạo tham là một loại linh vật hiếm có, nhưng cũng không cứng rắn, lập tức bị ép ra từng giọt linh dịch màu trắng ngón tay hắn nhẹ nhàng chuyển động một cỗ ánh sáng màu xanh bắn tới tiếp được những linh dịch này rồi cẩn thận chuyển vào trong lò đan linh dịch lập tức sôi trào lên bên trong hiện ra một ít xương mù màu trắng sắc mặt hàn lập ngưng trọng tay bấm niệm pháp quyết khống chế hỏa diễm xung quanh lò đan sau mấy hơi thở linh dịch màu trắng đã biến thành một đoàn chất dính như keo bọc lấy bên ngoài tinh hạt thấy thế hắn suy nghĩ một chút rồi lại lấy thêm ra một ít tài liệu là một loại bột phấn màu bạc nhìn qua dường như là một loại xương cốt nào nó bị nghiền thành bột phấn. Hắn nhấc tay phát ra một tia sáng màu xanh, bao trùm những bột phấn này đưa vào bên trong lò đan. Đồng thời tay kia bấm niệm pháp quyết liên tục, thao túng hỏa diễm phía dưới lò đan. Cốt phấn màu bạc cũng nhanh chóng bị hòa tan thành một dòng chất lỏng, hòa thành một thể cùng với đoàn chất dính như keo kia. Hàn Lập cũng không đình chỉ động tác, một tay lại giơ lên, tiếp tục lấy ra tài liệu cho vào bên trong lò đan. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, rất nhanh đã hết nửa ngày hơn nửa tài liệu trong mật thất đã chui vào bên trong lò đan, bên trong hiện giờ có một viên dược hoàn màu trắng như to như quả nhãn, mặt ngoài thô giáp. Hỏa diễm vẫn thiêu đốt phía dưới lò đan, dược hoàn màu trắng nhẹ nhàng chuyển động, phát ra từng trận linh khí màu trắng. chương 362, nghịch chuyển để hồi tưởng. Đứng trước lò đan, sắc mặt hàn lập ngưng trọng, chán đã lấm tấm mồ hôi, hô hấp tựa hồ có chút không trôi chảy. Hắn đã tận lực đánh giá độ khó của luyện chế đạo đan, nhưng giờ phút này tự tay luyện chế, hắn mới biết mình đã sai lầm. Luyện chế đạo đan hoàn toàn khác với đan dược bình thường. Đan dược bình thường tuy rằng đan phương thiên biến vạn hóa, nhưng quá trình cơ bản đều là rèn luyện các loại dược liệu trước, sau đó đem những dược liệu này tụ lại, ngừng tụ thành đan hình, cuối cùng cho ra lò. Đạo đan lại bất đồng, hết thảy đều dùng tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc làm trung tâm, vì vậy lúc luyện chế cần phải một bên rèn luyện tài liệu, một bên lấy phương thức lăn cầu tuyết, đem các loại tài liệu cùng pháp tắc tài liệu không ngừng dung hợp, chẳng khác gì đồng thời tiến hành rèn luyện tài liệu cùng ngưng đan thành hình, độ khó lớn hơn không chỉ 10 lần. Dung hợp các loại dược liệu, khống chế hỏa hầu, cân bằng dược tính. Trình tự càng phức tạp, thực tế tài liệu ẩn chứa thời gian chi lực chính là tinh hạt, cùng các loại dược lực tạo thành sự cân bằng, phải dung hợp hoàn mỹ, khiến cho quá trình luyện đan càng thêm gian nan. Hàn Lập cảm giác giống như mình đang thao túng một quá trình diễn tập quân đội vô cùng to lớn và phức tạp, nhưng mỗi người trong quân đội lại không chịu sự điều khiển của hắn hơn nữa giữa họ còn ra sức liều mạng xung đột với nhau. Hắn phải một bên cân bằng tất cả xung đột, một bên dẫn dắt tất cả mọi người đi theo hướng quân trận. Nếu không phải lúc trước luyện đan chi thuật của hắn tiến triển nhanh, giờ phút này sớm đã chống đỡ không nổi, sắp đại bại rồi. Luyện đan tiến hành đến thời khắc này, hắn dần dần cảm giác cố hết sức, nhưng vẫn còn không thiếu tài liệu đan dược cần dung nhập vào lò đan. Những tài liệu này gia nhập về sau, vẫn cần phải khống chế thêm nữa. Đạo đan bởi vì ẩn chứa lực lượng pháp tắc trước lúc hoàn thành không thể tiếp xúc với lực lượng pháp tắc khác nếu không có thể phát sinh biến hóa thành đan dược bán thành phẩm bất luận một tình huống ngoại ý muốn đều dẫn đến việc luyện đan thất bại vì vậy giờ phút này thần thông chân ngôn bảo luân của hàn lập không cách nào thi triển được chỉ có thể dùng luyện đan chi thuật để trèo chống hắn hít sâu một hơi lần nữa giơ tay lên lấy ra một phần tài liệu đưa vào trong lò đan lửa vẫn tiếp tục cháy theo thời gian trôi qua các tài liệu còn lại cũng được đưa vào trong lò đan hô hấp của hàn lập càng lúc càng ồ ồ hai má ửng hồng hai mắt trải rộng từng đám tơ máu hắn hít sâu một hơi sau đó phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh bao trùm một loại tài liệu là một lọ linh dịch màu xanh rồi đưa vào trong lò đan lục dịch bên trong lò đan được tinh luyện một phen sau đó dung nhập vào trong một viên dược hoàn tròn vo màu trắng mặt ngoài dược hoàn màu trắng lập tức hiện ra một tầng lục mang sau đó chậm rãi ảm đạm dần liền muốn triệt để biến mất nhưng vào thời khắc này Dược hoàn màu trắng chợt run lên, mặt ngoài hiện ra các màu quang mang kỳ lạ, đan vào nhau, điên cuồng run rẩy. Hàn lập biến sắc, đang tính làm cái gì, nhưng đã không kịp rồi. Một tiếng phốc trầm đục từ trong dược hoàn màu trắng chuyển ra, mặt ngoài dược hoàn hiện ra một vết giản. Sau một khắc, tất cả hào quang tản mát ra bên ngoài dược hoàn đều biến mất, nguyên bản viên dược hoàn tràn ngập linh khí cũng theo đó biến mất. Hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, và lại thời gian ngắn sau đó lại khôi phục như thường, tựa hồ trước đây không phải luyện chế một quả đạo đan, mà chỉ là luyện chế một quả đan dược bình thường. Hàn lập thở dài, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngân sắc hỏa diễm dưới đáy lò đan lập tức tiêu tán ra, hóa thành ngân sắc tiểu nhân, tất cả hỏa diễm đều nhập vào trong cơ thể nó. Hắn khẽ vẫy, sược hoàn vỡ tan liền bị một cô ánh sáng màu xanh bao bọc lại, bay nhẹ đến rơi vào giữa hai ngón tay của hắn. Hàn lập cầm viên đan dược đưa đến trước mắt bắt đầu cẩn thận xem xét, trong lòng vừa mới nổi lên một tia gợn sóng lại dần dần hạ xuống. Lần đầu luyện chế đạo đan không thành công, hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhất là đạo đan hắn luyện chế lại còn ẩn chứa thời gian pháp tắc, là một trong tam đại trí tôn pháp tắc. Đang cân nhắc, mắt hắn sáng lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Viên đan dược này đối với luyện đan sư khác chỉ là phế vật, nhưng với hắn vật ấy lại có chỗ hữu dụng lớn. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân hiển hiện ra, ông ông xoay tròn. 360 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân đều nở rộ kim quang chói mắt, trong đó bỗng hiện ra một con mắt màu vàng nằm dọc, chính là chân thực chi nhãn. Con mắt màu vàng nằm dọc sáng lóe lên, chậm rãi mở ra, lộ ra ánh mắt bên trong. Kim quang chói mắt từ trong ánh mắt tán phát ra, vô số phù văn màu vàng kỳ dị lưu chuyển, giống như vô số ngôi sao chấp động trong tinh không. Theo những phù văn này chuyển động, chân thực chi nhãn tản mát ra kim quang lập lòe không thôi, làm cho người ta thấy hoa mắt. Sau khi thời gian đạo văn gia tăng đến 360 đoàn, lực lượng chân thực chi nhãn càng thấy rõ, cùng trước kia không thể so sánh được. Hàn lập nhắm mắt lại, dùng chân thực chi nhãn cảm giác thế giới chung quanh, đuôi lông mày lập tức nhảy lên. Chung quanh động phủ bố trí xuống mấy tầng cấm chế, dưới cái nhìn của chân thực chi nhãn lại như thùng rỗng kêu to, đơn giản bị nhìn xuyên thấu. Không chỉ như thế, tất cả linh lực lưu động trên cấm chế đều hiện ra rõ ràng, xem rõ như đường vân trên bàn tay. Chỉ tiếc trước mắt hắn chỉ có mấy đạo cấm chế này, không cách nào thể hiện hết năng lực của chân thực chi nhãn hôm nay. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, lực lượng chân thực chi nhãn về sau chắc chắn sẽ kiểm tra sau, giờ phút này hắn không để ý đến việc này. Đồng tử màu vàng chuyển một cái, nhìn về phía phế đan trong tay hắn. Kim quang trên chân thực chi nhãn tăng lên, trong đó bắn ra một đường quang mang kim sắc như có thực chất, bắn vào phế đan, dung nhập vào trong đó. Trên phế đan lập tức hiện ra kim quang chói mắt cuồn cuộn không thôi, tản mát ra trận trận chấn động thời gian chi lực. Sau một khắc, phế đan chợt lăng không chuyển động, lục quang mặt ngoài lóe lên, một cỗ lục sắc linh dịch từ bên trong tách ra. Cùng lúc đó, tất cả sắc quang mang trên phế đan chấp liên tục, các nơi trong đan dược cũng phát sinh biến hóa thật nhỏ. Những thứ này đều là lục dịch cùng các loại tài liệu dung hợp sau khi biến thành đan dược, tuy rằng giờ phút này là quá trình nghịch hướng biến hóa, nhưng có thể thấy rõ toàn bộ quá trình. Lại nói tiếp, sở dĩ Hàn Lập dám thử luyện chế đạo đan, trong đó có một nguyên nhân rất lớn đó là chân thực chi nhãn có năng lực hồi tưởng thời gian. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một tầng ánh sáng màu lam, chăm chú nhìn phế đan, không bỏ qua bất luận chi tiết nào. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi động một chút, chính là ngay bước này xảy ra chuyện không may, dẫn đến bạo đan. Lục dịch rất nhanh tách ra từ trong phế đan, tất cả sắc quang mang trên đan dược cũng theo đó ảm đạm xuống, khôi phục trạng thái trước khi được lục dịch gia nhập vào. Lam mang trong hai mắt hàn lập chấp động, trong lòng vui vẻ như vậy dùng nghịch hướng xem xét một lần quả nhiên như hắn dự đoán phát hiện nguyên nhân vừa mới thất bại biến hóa trên phế đan vẫn còn tiếp tục lần nữa hiện ra một tầng bạch quang sau đó một ít bột phấn màu trắng từ trong tách ra trên đan dược lần nữa hiện ra tất cả sắc quang mang đồng thời xảy ra một ít biến hóa nhỏ một bước này hàn lập cũng không có sai lầm chẳng qua giờ phút này nhìn lại một lần kết hợp quá trình phỏng đoán tinh tế trước đây một bước này tự nhiên cảm mộ càng sâu cứ như vậy trên phế đan thỉnh thoảng tách ra các loại tài liệu thể hiện lại một lần quá trình nghịch chuyển luyện đan cứ như thế nhìn một lần từ đầu tới cuối hàn lập càng thêm rõ ràng quá trình luyện chế đạo đan của mình cuối cùng phế đan trở lại như cố thành khối tinh hạt thời gian lại nghịch chuyển quá trình cô động tinh hạt thời gian một lần mới hoàn toàn chấm dứt bất quá về một đoạn này hắn cũng không thèm để ý nữa kim quang lập lòe hai cái tiêu tán ra viên phế đan lần nữa hiển hiện ra hiện tại mặc dù hắn là chân tiên hậu kỳ nhưng thi triển một lần chân thực chi nhãn, vẫn tiêu hao hơn phân nửa tiên linh lực. Hàn lập thở ra một hơi, lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhắm mắt luyện hóa dược lực, đồng thời trong đầu hồi tưởng lại quá trình luyện chế đạo đan một lần nữa. Sau nửa canh giờ, hắn mở to mắt, thần quang trong mắt lóe lên, tinh thần đại chấn. Hắn không có lập tức luyện chế tiếp, bởi vì tinh hạt thời gian cần phải qua một tháng mới có thể ngưng luyện ra. Một tháng tiếp theo, Hàn Lập cũng không có làm cái gì, chỉ là không ngừng thi triển chân thực chi nhãn, một lần lại một lần quan sát quá trình luyện đan lúc trước. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Trường Thiên Bình rốt cuộc lại ngưng tụ ra một giọt lục dịch, hàn lập lập tức cô động thành một quả tinh hạt thời gian. Sau đó hắn lại lấy ra một bộ tài liệu, bắt đầu luyện chế đợt thứ hai. Quan sát không biết bao nhiêu lần quá trình luyện đan, hàn lập nhớ kỹ quá trình luyện chế, vô cùng thuận lợi, hơn nữa trôi chảy hoàn thành quá trình phía trước, rất nhanh đã đến bước dung hợp lục sắc linh dịch kia. Hắn lấy ra một lọ lục sắc linh dịch, một tay đổ linh dịch vào trong lò đan. Trong lò đan cực nóng, lục dịch tinh luyện một phen, rút nhỏ hơn phân nửa. Hàn Lập phất tay phát ra một cột ánh sáng màu xanh, bao trùm lục dịch, sáp nhập vào trong đan dược. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lục dịch dần dần dung nhập vào trong đan dược, ánh sáng màu xanh trên đan dược lóe lên, lập tức tiêu tán ra, không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lấy ra tài liệu tiếp theo, đưa vào trong lò đan có thể do lúc trước xem qua nhiều lần quá trình luyện đan, kế tiếp hắn luyện chế rất thuận tay, liên tiếp thành công dung nhập tài liệu vào trong đan dược. Trong nháy mắt phần tài liệu còn lại chỉ còn 6-7 loại. Chẳng qua đến giờ phút này, sắc mặt hàn lập biến thành ngưng trọng, trên trán đã hiện ra một tầng mồ hôi, các phương diện tựa hồ lần nữa đạt đến cực hạn nào đó. Hắn nghiến răng thủ vững tinh thần, phất tay lấy ra tài liệu là một chất dính màu trắng, đưa vào trong lò đan. Trong lò đan chợt lóe lên bạch quang, lần nữa vang lên một tiếng trầm đục, ngay sau đó, một mùi khét lẹt chậm rãi phát ra. Hàn lập nhân mày lại, chẳng qua rất nhanh liền giãn ra. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, khôi phục tinh thần mệt mỏi, sau đó phất tay lấy ra phế đan, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết. O, O, N, G. Chân ngôn bảo luân lần nữa hiển hiện ra, rất nhanh thi triển ra chân thực chi nhãn, nhìn về phía phế đan. Một đạo kim quang bắn ra, chui vào trong phế đan, lúc này phế đan hiện ra mảng lớn kim quang, bắt đầu nghịch hướng diễn luyện lại quá trình luyện đan lần này. Hàn Lập dựa vào chân thực chi nhãn, rất nhanh tìm được nguyên nhân thất bại lần này. Một tháng sau, hắn lại bắt đầu luyện chế đạo đan lần thứ ba. Trong thời gian này, giống như lúc trước, hắn liên tục thi triển chân thực chi nhãn, quan sát quá trình luyện đan lúc trước. Chân thực chi nhãn có năng lực hồi tưởng thời gian, hầu như chẳng khác gì làm cho hắn lặp lại quá trình luyện chế nhiều lần, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Giống như các lần trước, Hàn Lập cực kỳ thuận lợi hoàn thành tất cả trình tự phía trước, sau đó lấy ra một phần chất dính màu trắng, đưa vào trong lò đan. Mấu chốt một bước này hắn cũng đã hiểu rõ, tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh thuận lợi hoàn thành. Hàn Lập lấy ra tài liệu tiếp theo, đưa vào trong lò đan. Giờ phút này luyện chế đan dược đã chuẩn bị kết thúc, chỉ cần dung nhập 7 loại tài liệu còn lại vào trong đan dược, liền tính thành công hơn phân nửa. Lần đầu luyện chế chỉ thất bại 2 lần, nếu có thành tích này, trong lòng của hắn có chút cao hứng chẳng qua vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, hắn cao hứng không nổi rồi. Phanh một tiếng trầm đục từ trong lò đan truyền ra, có nghĩa là, lần thứ ba hắn luyện chế đạo đan tiếp tục thất bại. chương 363 kiếp đến, sắc mặt hàn lập trầm xuống, phất tay ngừng hỏa diễm dưới lô, đơn tay khẽ vẫy lấy phế đan từ bên trong ra. Lần này luyện đan tiến bộ không lớn, chỉ thành công sáp nhập một loại tài liệu vào trong đan, tại thời điểm dung nhập loại tài liệu thứ hai thì tiếp tục thất bại luyện đan càng đến gần thời điểm cuối cùng càng trở nên khó khăn. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi nhíu mày, có chân thực chi nhãn, mặc dù quá trình luyện đan khó khăn thế nào, chỉ cần xem lại nhiều lần, hắn đều có lòng tin sẽ vượt qua. Chỉ là chuẩn bị tài liệu luyện đan chỉ có 9 phần, hiện tại đã xài hết 3 phần, còn lại 6 phần tài liệu, nếu vẫn như cũng không cách nào luyện chế ra một miếng đạo đan. Hắn hít sâu một hơi, sau đó không nghĩ tiếp nữa, lần nữa thi triển chân thực chi nhãn, nhìn về phía phế đan. Một tháng sau, Hàn Lập lại bắt đầu luyện chế lần thứ tư. Giai đoạn phía trước thuận lợi hoàn thành, rất nhanh đã đến thời điểm trước khi thất bại. Đã có chân ngôn bảo luân tương trợ quan sát nhiều lần lúc trước, rất nhanh hắn đã vượt qua một bước này, thuận lợi dung nhập một khối mật ong màu vàng kim nhạt vào bên trong đan dược. Hắn ổn định tâm tình một chút, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ còn lại 5 loại tài liệu. Hàn lập âm thầm cắn răng, lấy ra tài liệu kế tiếp, đưa vào trong lò đan. Thần sắc hắn chuyên chú vô cùng, trên mặt hiện ra một tầng thanh quang nhàn nhạt, nhạt, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thi triển luyện đan chi thuật đến cực hạn. Ở trong lò đan, đan dược có chút phiên cổn, mặt ngoài lóe ra linh quang đặc biệt, phập phồng lúc sáng lúc tối. Mỗi một loại tài liệu mới gia nhập vào đều cần phải điều tiết với tài liệu và đan dược ở bên trong, cùng với các loại tài liệu khác cần đạt tới sự cân bằng, giống như dội một chậu nước lạnh vào chảo dầu đang sôi nhưng không cho phép váng dầu văng ra ngoài. Hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết như sa luân, kiệt lực khống chế xung đột của các loại dược lực trong đan, làm cho nó ổn định lại. Phanh một tiếng vang nhỏ, động tác bấm niệm pháp quyết của Hàn Lập lập tức cứng đờ, sắc mặt trầm xuống. Lần này một loại tài liệu cũng không thể dung nhập vào thành công, liền đã thất bại. Hắn im lặng ngồi, sau nửa ngày lấy ra phế đan, lần nữa thi triển chân thực chi nhãn nhìn về phế đan. Một tháng sau, luyện đan lần thứ năm lại bắt đầu. Một tháng này xem xét nhiều lần, Hàn Lập đã hiểu rõ nguyên nhân thất bại khi trước, lần này kết quả luyện đan giống như trước, thuận lợi vượt qua tầng khó khăn này. Bất quá thời điểm dung luyện một loại tài liệu, cho dù hắn rất cẩn thận, thì triển luyện đan chi thuật đến mức tận cùng, đáng tiếc cuối cùng vẫn chấm dứt trong thất bại. Hàn Lập bất đắc dĩ cười khổ một cái, thi triển chân thực chi nhãn, xem xét phế đan lần này, tra tìm nguyên nhân thất bại. Đợi một tháng sau, hắn bắt đầu luyện chế lần nữa, lúc này mới thuận lợi thông qua. Trong nháy mắt, thời gian 2-3 tháng trôi qua, Hàn Lập khoanh chân ngồi trong động phủ, mười ngón tay tách ra như hoa sen, véo động một đám pháp quyết. Bên trong lò đan thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng len keng rất nhỏ, đặc biệt linh quang lập lòe, mặc dù có nắp lò ngăn cách vẫn thỉnh thoảng truyền ra một ít. Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm, bên cạnh hắn bất ngờ không thấy một loại tài liệu nào, toàn bộ tài liệu đều được sáp nhập vào bên trong lò đan. Mấy tháng này, còn lại vài loại tài liệu, Hàn Lập tuy mỗi lần luyện chế đều dùng hết toàn lực, nhưng đều không thể một lần liền thành công, đều là thất bại sau đó hắn lại dùng chân thực chi nhãn tổng kết kinh nghiệm mới có thể thuận lợi hoàn thành. Như thế, từng bước khắc phục từng điểm khó khăn, nhưng tài liệu hắn chuẩn bị cũng đã tiêu hao hết sạch, hiện tại trong lò chính là một phần cuối cùng. Mà dung luyện một loại tài liệu cuối cùng, lúc trước hắn đã thất bại một lần, về sau dùng chân thực chi nhãn quan sát nhiều lần, trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán số lượng không dưới trăm lần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này luyện chế có lẽ không có vấn đề. Điều hắn lo lắng lúc này chính là đan kiếp sau đó hôm nay hắn chỉ còn một phần tài liệu này nếu không cách nào chống lại đan kiếp ít nhất mấy trăm năm tiếp theo không có cơ hội lần thứ hai rồi mấy thứ lộ ngưng thảo thiên tạo tham đã được xử lý tốt trong tay hắn còn có một ít hạt giống cây non dùng lục dịch tiếp tục thúc là được nhưng mà một ít tài liệu không phải linh thảo không thể dùng lục dịch thúc được chỉ có thể dùng tiên nguyên thạch mua sắm trong đó có một ít tài liệu ở bên ngoài cũng không cách nào đơn giản mua được nhất là vài loại chủ linh tài hắn tìm được từ trong chữ vật pháp khí của đào vũ nếu muốn bản thân tìm kiếm không biết tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực giờ phút này thân ở hắc phong hải vực tự nhiên càng không cần phải nói tự tính toán treo giải thưởng mua sắm ở trong vô thường minh cũng căn bản không mua được cho nên cơ hội cuối cùng này không được vạn nhất hàn lập tập trung tinh thần thần thức dò xét hết thảy biến hóa trong lò đan hai tay bấm niệm pháp quyết thao túng hết thảy trong lò đan giờ phút này dược lực xung đột kịch liệt phảng phất như đặt trong nồi nước sôi Mặc dù hắn đã nắm giữ hết thảy mấu chốt luyện đan lần này, vẫn cảm thấy đang cố hết sức. Thời gian trôi qua từng chút, tâm thần Hàn Lập chậm rãi tiến vào một loại cảnh giới bình tĩnh vô cùng, phảng phất như một vũng nước lặng yên trong giếng cổ. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết trở nên chậm chạp, nhưng nhất cử nhất động lại tản mát ra một cỗ hàm xúc thú vị không hiểu. Từng đạo pháp quyết từ trong tay hắn bay ra như nước chảy, chui vào trong lò đan. Tình hình trong lò đan vốn phức tạp vô cùng, trong mắt Hàn Lập lại trở nên đơn giản điều khiển càng ngày càng thành thạo. Trong lò đan, các loại dược lực vốn xung đột kịch liệt chợt hòa hoãn xuống, nhanh chóng dựa theo trình tự đan phương mà tiếp nối theo. Trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười, luyện đan chi thuật của hắn bất chi bất giác tiến thêm một bước dài, đột phá bình cảnh, tiến vào một cảnh giới mới. Hàn Lập hít nhẹ một hơi, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng, tay chợt biến đổi pháp quyết. Rầm rầm rầm, trong lò đan thanh âm nổ vang không ngừng vang lên, giống như tiếng nổ sấm sét, lại không phải do đan dược bạo liệt, mà là do các loại nguyên khí kích động tạo ra. Bên trong tất cả sắc quang mang tản mát ra càng thêm chói mắt, hơn nữa dần dần dung hợp làm một thể, hóa thành kim sắc. Ánh mắt Hàn Lập sáng ngời, hắn biết rõ, một màn trước mắt này là dấu hiệu đan sắp thành. Tay hắn bấm pháp quyết càng gấp, kim quang trong lò đan càng ngày càng sáng chói, thỉnh thoảng ngưng tụ thành các loại long hổ, hình dạng ngũ sắc, tản mát ra mùi thuốc càng thêm nồng đậm, như lan như xạ. Hống hống hống, vào thời khắc này, thanh âm phát ra trong lò đan bỗng nhiên biến đổi, phảng phất như cự thú gào thét. Phanh một tiếng vang lớn, trong lò đan bỗng nhiên tách ra kim quang chói mắt vô cùng, nắp lò bỗng chốc bị đánh bay, một đoàn kim quang sáng chói vô cùng từ trong lò bay ra, là một quả đan dược kim sắc lớn chừng hạt long nhãn. Từng đạo hào quang kim sắc giống như hỏa diễm từ trên đan dược tách ra, ngưng tụ thành từng vòng ánh sáng kim sắc, tản mát ra chung quanh. Mặt ngoài đan dược hiện ra đạo văn kim sắc đại biểu cho đạo đan, tản mát ra một loại chấn động thời gian pháp tắc huyền diệu vô cùng, gần với thiên đạo. Hơn nữa trên đan dược hiện ra hai đường kim sắc đạo văn. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới có thể luyện chế ra đạo đan đạt tới nhị phẩm, có thể là bên trong tinh hạt thời gian có thời gian chi lực phi thường nồng đậm, cũng có thể là nguyên nhân khác. Bất kể thế nào, công hiệu của nhị phẩm đạo đan thì mạnh hơn nhiều so với nhất phẩm đạo đan. Vào thời khắc này, phía trên hòn đảo vốn trời sáng mây trong đột nhiên gió nổi mây vần, vô số kim sắc quang điểm hiển hiện ra, rất nhanh hình thành một mảnh kim vân cực lớn, phiên cổn không thôi. Từ xa nhìn lại, căn bản nhìn không tới đoạn cuối kim vân, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên không, mặt biển phía dưới cũng bị ánh thành kim sắc. Chấn động pháp tác mãnh liệt từ bên trong kim vân tán phát ra, linh khí thiên địa trong phạm vi mười mấy vạn dặm phiên cổn kịch liệt. Bên trong kim vân, chấn động pháp tác quá mức cường đại, tu sĩ ở trăm vạn dặm bên ngoài cũng không hiểu tại sao tim đập nhanh hơn, liền nhìn qua phía Kim Vân. Kim Vân phiên cổn kịch liệt, màu sắc càng lúc càng nồng đập, mấy hơi thở sau phảng phất biến thành thực chất, bao trùm cả thiên không lại, một tia nắng cũng không thể nào xuyên vào được. Toàn bộ vùng biển bị chiếu thành một mảnh kim sắc sáng ngời, làm cho người có loại cảm giác vô cùng trầm trọng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị đè ép xuống. Ở trong động phủ, Hàn Lập nhận thấy tình huống bên ngoài, khẽ nhướng mày tuy rằng đã xem qua ghi chép về đan kiếp trên điển tịch nhưng hắn không nghĩ uy thế so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn ầm ầm bên trong kim vân nổ mạnh ầm ầm một hồi gió nổi mây vần bỗng nhiên nhiều ra một vòng xoáy kim sắc cự đại nhanh chóng xoay tròn ở trung tâm vòng xoáy phát ra từng đạo kim quang vô cùng trói mắt phát ra thanh âm xì xì một cỗ chấn động pháp tắc đáng sợ phảng phất như có thể nghiền áp hết thảy từ trong vòng xoáy ầm ầm hàng lâm bao phủ động phủ lại Ken Ken các nơi trên vách tường động phủ hiện ra từng vết giạt, thân thể Hàn Lập cũng theo đó chấn động theo. Phía trên không động phủ, kim sắc lôi quang lóe lên, thân ảnh giải đạo nhân hiện ra. Gã ngẩng đầu nhìn kim vân giữa không trung, trong con mắt ẩn hiện lên từng đạo kim quang, trên mặt lộ vẻ chấn động. Vào thời khắc này, giữa vòng xoáy kim sắc trên không trung đột nhiên sáng ngời, một đạo kim quang năm màu chói mắt từ bên trong vòng xoáy bắn ra, đánh xuống động phủ phía dưới. Ở bên trong kim quang có vô số kim sắc phủ văn, điên cuồng chấp động, tản mát ra chấn động thời gian pháp tác đáng sợ, cố chấn động thời gian chi lực này rõ ràng mang theo cảm giác sát phạt mãnh liệt. giải đạo nhân cũng không có ý ngăn trở, chỉ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. vào lúc này, một đạo kim quang lóe lên, đánh vào phía trên động phủ, trực tiếp chui vào trong đó. cấm chế ngoài động phủ, còn có thạch bích lại không tổn hại chút nào, kim quang kia phảng phất như hư ảo, trực tiếp xuyên thấu vào. bên trong động phủ, hàn lập cảm ứng được tình huống bên ngoài, trong nội tâm cả kinh. Đan kiếp hàng lâm tốc độ cực nhanh, vượt xa dự liệu của hắn. Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết, toàn thân kim quang đại phóng, chân ngôn bảo luân hiện ra, vô số rậm rạp chẳng chịt gợn sóng kim sắc từ bảo luân hiện ra, bao trùm kim sắc đạo đan. Đồng thời hắn há miệng phun một cái, bảy miếng tinh hoàn bắn ra, tinh hoàn như thiểm điện quay tít một vòng, khảm với nhau, nối liền hình thành một vòng tròn rất lớn. Đúng là thất diệu tinh hoàn, tinh quang trói mắt tán phát ra, hình thành một màn sáng ngôi sao, mặt ngoài ngôi sao có vô số đồ án chấp động, phảng phất như một phiên bản tinh không thu nhỏ. Nguyên một đám tinh quang lớn cỡ ngón cái trên màn sáng phù văn nhảy lên, tản mát ra một ít chấn động pháp tắc. Không đợi hắn kịp phản ứng, trên đỉnh động lóe lên một đạo kim quang, một đạo lôi điện phóng xuống nhanh vô cùng, đánh vào trên màn sáng ngôi sao. Màn sáng ngôi sao lập tức sáng ngời, mặt ngoài phù văn ngôi sao tỏa sáng hào quang, phát ra trận trận duệ khiếu, ý đồ ngăn cản kim quang. Nhưng cột sáng kim sắc lập lòe một cái, Phảng phất như xuyên thủng động phủ, trực tiếp xuyên qua màn sáng ngôi sao, đánh chuẩn xác lên phía trên đạo đan. Chương 364, được ăn cả ngã về không. Ầm ầm, kim sắc đạo đan sau khi bị cột sáng kim sắc đánh trúng như bị trọng thương, mặt ngoài kim quang điên cuồng rung động, thậm chí mơ hồ có điện quang hiện lên. Đan này tản mát ra kim quang sáng ngời mãnh liệt, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống. Bên trong đan dược ẩn chứa dược lực khổng lồ, nguyên khí kịch liệt chấn động, mơ hồ có xu thế tán loạn. Quan trọng nhất là hai đạo văn kim sắc trên đạo đan cũng theo đó kịch liệt chấp động, mơ hồ muốn từ trên đạo đan bay ra, xu thế như bay đến vòng xoáy kim vân ở không trung. Hàn lập thấy vậy, trong nội tâm trầm xuống, hắn đã thi triển ra thần thông trì hoãn của chân ngôn Bảo Luân, nhưng mà bên trong kim quang trên không trung đánh xuống dường như có chứa thời gian pháp tắc chi lực, lại không bị chân ngôn Bảo Luân ảnh hưởng chút nào. Ý niệm trong đầu hắn khẽ chuyển, đồng thời hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, kiệt lực củng cố chấn động kịch liệt của dược lực bên trong đạo đan. Đồng thời từng cố thời gian chi lực từ bên trong chân môn bảo luân tuôn ra, quấn chặt lấy kim sắc đạo văn trên đạo đan, gắt gao giữ chặt nó. Chẳng qua chấn động dược lực bên trong đạo đan hay chấn động của đạo văn kim sắc đều kịch liệt dị thường, nếu muốn củng cố, dùng thủ đoạn của hắn bây giờ cũng khó khăn vô cùng. Có thể bởi vì bên trong đạo đan ẩn chứa thời gian chi lực do tiểu bình ngưng tụ, hiệu quả làm chậm của chân môn bảo luân đối với nó không có tác dụng. Kim sắc đạo đan rung rung không thôi, làm thân thể Hàn Lập cũng run rẩy theo củng cố đan dược cũng không phải dùng lực càng lớn càng tốt mà cần điều khiển cực kỳ tinh tế tiên linh lực một thân hắn sâu dày vô cùng lại không cách nào giảm bớt áp lực cho hắn nhưng vào lúc này kim vân giữa không chung lần nữa cuồn cuộn so với vừa rồi càng thêm kịch liệt giống như vô số sóng giữ quét sạch kinh thiên động địa phong vân biến sắc tốc độ xoay tròn của vòng xoáy kim sắc cũng theo đó tăng lên nhiều ở trung tâm lại hiện ra đạo đạo kim quang trói mắt giống như kim sắc lôi điện nhảy lên sau một khắc một cỗ áp lực càng thêm trầm trọng đột nhiên từ bên trong vòng xoáy tuôn ra, đánh xuống hướng động phủ. Toàn bộ động phủ, thậm chí cả tòa đảo cũng lắc lư một cái, vết dạn trên vách động phủ lại lớn thêm vài phần. Hàn lập cảm ứng được tình huống bên ngoài, trong nội tâm quính lên, 10 ngón tay véo động liên tục. Tốc độ chuyển động của chân ngôn bảo luân đột nhiên tăng lên nhiều, mỗi một đoàn thời gian đạo văn ở phía trên đều phóng ra tia sáng chói mắt, chấp động cực nhanh. Một cỗ hào quang kim sắc nồng đậm to lớn từ bên trong bảo luân tuôn ra, hào quang mơ hồ có hình gợn sóng, trong đó tràn đầy kim sắc phù văn, tản mát ra thời gian chi lực mãnh liệt. Cỗ thời gian chi lực này tản mát ra so với trước khi thúc dục chân ngôn bảo luân hầu như cường đại gấp bội. Pháp quyết trong tay Hàn Lập biến đổi nhanh chóng, kim sắc hào quang lập tức phân liệt ra, hóa thành hơn 10 đạo, mỗi một đạo hào quang lập tức ngưng tụ, hóa thành một kim sắc quang tia sáng lập lòe. Mỗi một kim sắc quang tia đều tản mát ra thời gian pháp tắc chi lực mãnh liệt, hầu như tạo thành thực chất. Mấy chục kim sắc quang tia bắn ra, quấn quanh hai luồng kim vân trên đạo đan, rung động không thôi. Đạo văn run rẩy kịch liệt cuối cùng bình tĩnh vài phần. Bên trong đạo đan, nguyên khí dao động cuồng bạo cũng theo đó hỏa hoãn một chút. Hàn lập thấy tình hình này, không dám thư giãn chút nào, mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tiếp tục kiệt lực củng cố đan dược. Đồng thời ánh sáng màu xanh trên người chấp liên tục, một thanh phi kiếm bắn ra, đúng là thanh trúc phong vân kiếm, bay lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một vòng tròn kiếm mạc. Hắc quang lập tức sáng ngời, trọng thủy chân luân phóng ra, đón gió tăng vọt hơn 10 lần, chắn trên đỉnh đầu. Trọng thủy chân luân nhanh chóng xoay tròn, chỗ biên giới hiện lên ra vô số thủy hoa quang mang, phát ra thanh âm nổ vang ù ù. Không chỉ như vậy, quang mang trên thân hàn lập chấp liên tục, từng kiện từng kiện bảo vật liên tục bay ra. Hắn đoạt được các bảo vật từ chỗ đảo vũ gồm hai kiện tiên khí âm thuộc tính ngân sắc linh đăng, sa hình quái kiếm, và lấy lại được nguyên hợp ngũ cực sơn, còn có các loại bảo vật có chút huy năng, đều được phóng ra, tách ra tất cả sắc quang mang, chắn trên đỉnh đầu. Ở đây mấy trăm năm, hắn đã sớm luyện hóa những bảo vật này, nên điều khiển rất tự nhiên. Hàn lập không trần trừ vận chuyển tất cả tiên linh lực trong cơ thể, thông qua thần thức cường đại thúc giục những bảo vật này, phóng xuất ra tầng tầng màn sáng dày đặc, hầu như chiếm hết đỉnh mật thất. Chỉ một thoáng, từng cỗ pháp tác chi lực khác nhau kích động trong phòng. Hàn lập vừa mới làm xong những việc này, trên đỉnh đầu có một tiếng nổ mạnh. Vòng xoáy kim vân trên không trung sáng mãnh liệt, một cột sáng kim sắc khác vừa thô vừa to hơn trước rất nhiều từ bên trong vòng xoáy bay vụt xuống, đánh tới vị trí động phủ. Toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt, thiên địa linh khí cuồn cuộn, nhấc lên vòi rồng, sóng biển gần đó cũng dâng cao vài chục trượng, giống như tận thế. Cột sáng kim sắc cực kỳ chói mắt, mơ hồ có hình dạng lôi điện, giống như lúc trước xuyên thấu cấm chế động phủ, bổ lên phía trên màn sáng ngôi sao, chính là thất diệu tinh hoàn biến ảo thành. Giống như lần thứ nhất, cột sáng kim sắc chỉ nhoáng một cái liền xoẹt một tiếng, đơn giản xuyên thủng màn sáng ngôi sao, tiếp tục đánh lên tầng thứ hai là võng kiếm do thanh trúc phong vân kiếm tạo thành. Từng đạo kiếm khí vô cùng sắc bén chém về phía cột sáng kim sắc, nhưng lại không hiệu quả chút nào mà xuyên thủng qua nó. Cột sáng kim sắc không có dừng lại, tiếp tục xuyên qua võng kiếm, đánh lên trọng thủy chân luân. Trọng thủy chân luân cũng không thể ngăn cản cột sáng kim sắc này, bị xuyên qua. Mấy màn sáng quang mang chợt hiện, pháp tắc chi lực chấn động cản trở lại, nhưng cũng không thể ngăn cản cột sáng kim sắc, liên tiếp bị xuyên thủng qua bất quá tốc độ cột sáng kim sắc lại giảm một ít xem ra những bảo vật này có chút ảnh hưởng đối với nó hàn lập thấy tình hình này sắc mặt có chút khó coi hắn đã dốc hết toàn lực nhiều bảo vật như thế mà vẫn không cách nào ngăn trở đan kiếp này đến thời khắc này đạo đan vẫn chưa được củng cố bên trong vẫn đang cuồng bạo vô cùng bị đạo đan kiếp thứ nhất bổ chúng đã ra cái dạng này nếu là bị đạo đan kiếp thứ hai có uy lực lớn hơn đánh chúng nhất định sẽ triệt để tán loạn ra, tất cả cố gắng lúc trước xem như nước chảy về biển đông. Không nghĩ tới, giao diện tiên giới này lại có lực bài xích đạo đan cường đại như thế. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, có chút không cam lòng gầm lên một tiếng, tiếp tục thúc giục bảo vật. Xoẹt xoẹt xoẹt, lại mấy tiếng trầm đục vang lên, cột sáng kim sắc lần nữa đột phá vài đạo ngăn cản, tốc độ cũng chậm thêm một tí. Ồ, trong miệng hàn lập khẽ kêu một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào cột sáng kim sắc. Cột sáng kim sắc mặc dù liên tiếp đột phá phòng ngự của vài kiện bảo vật, dường như không tốn sức chút nào, nhưng mà hắn cảm ứng được, cột sáng kim sắc so với lúc đầu co lại một chút. Trong lòng của hắn khẽ động, xem ra kim quang đan kiếp này cũng không phải là không thể ngăn cản, những bảo vật này có thể có một ít tác dụng, làm suy yếu uy lực của nó. Nghĩ đến đây, kim quang trên thân Hàn Lập sáng ngời, phun ra một ngụm máu, hóa thành một đoàn huyết quang, chui vào bên trong những bảo vật còn lại. Đồng thời tiên linh lực trong cơ thể phóng tới ùn ùn giống như thủy chiều rót vào bên trong bảo vật còn sót lại việc đã đến nước này phải ăn cả ngã về không rồi tất cả pháp bảo lập tức tỏa sáng hào quang sáng lên gấp bội tản mát ra pháp tắc chi lực càng thêm mãnh liệt cùng lúc đó cột sáng kim sắc không ngừng chút nào tiếp tục xuyên thấu xuống âm thanh trầm đục vang lên từng bảo vật còn thừa lại tiếp tục bị cột sáng xuyên thủng nó nhanh chóng tới gần đạo đan sắc mặt hàn lập lần nữa trầm xuống cột sáng đan kiếp xuyên qua từng tầng phong tỏa một tuy rằng bị suy yếu một ít, nhưng mà tác dụng vẫn quá ít, xu hướng xuống vẫn không ngừng được. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, cột sáng kim sắc lần nữa đột phá một kiện bảo vật, đúng là kiện tiên khí mặt cờ đen kia, sau đó không ngừng chút nào phóng tới kiện bảo vật tiếp theo, chính là nguyên hợp ngũ cực sơn. Giờ khắc này, bảo vật còn thừa lại đã không còn nhiều lắm. Hàn lập hít sâu một hơi, kim quang bên ngoài thân bỗng nhiên đại phóng, nổi lên 35 kim sắc quang điểm, xoay tròn hắn định thi triển một loại bí thuật kích phát tiềm năng tiên khiếu trong cơ thể, bỏ ra đại giới là phải tiêu phí trăm năm thời gian mới khôi phục lại. Trong lúc đó, thanh âm rung động mãnh liệt ông ông từ giữa không trung truyền đến, hư không run rẩy không thôi. Hàn lập ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy nguyên hợp ngũ cực sơn tản mát ra hôi quang sáng ngời, từng cô ánh sáng màu xám lan ra, hình thành một cái bình chướng màu xám, thình lình chặn lại cột sáng kim sắc mà tưởng như không thể ngăn cản. Hồi quang kim quang đan vào nhau, lập lòe vậy mà nhất thời tương xứng với nhau. Hàn lập khẽ nhếch miệng, một hồi lâu mới khôi phục lại, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt, cố gắng ngừng bí thuật sắp khởi động, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới nguyên hợp ngũ cực sơn vậy mà có thể ngăn cản kim quang đan kiếp này. Hắn nhìn về phía hôi quang, trong đó tản mát ra từng cỗ pháp tắc chi lực kỳ dị, đúng là trước kia hắn đã từng có ý định tìm hiểu pháp tắc chi lực kỳ dị này, chính là cỗ pháp tắc chi lực kỳ dị này đã chặn lại cột sáng kim sắc trong nội tâm hàn lập ngạc nhiên chậm rãi gật đầu nhẹ trong mắt hiện lên một tia giật mình bảo vật nguyên hợp ngũ cực sơn này vốn có tác dụng làm suy yếu lôi kiếp lúc trước hắn vì muốn ngăn cản phi thăng chi kiếp mới luyện chế ra bảo vật này đan kiếp này cũng là một loại lôi kiếp bảo vật này có thể ngăn đan kiếp đúng là hợp tình hợp lý xem ra nguyên hợp ngũ cực sơn này cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng chỉ sợ có lai lịch rất lớn trong đầu hàn lập không khỏi hiện lên thân ảnh đào vũ lúc trước chính hắn luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn tuy rằng uy lực không tệ nhưng đó là tại linh giới mà hôm nay ở tiên giới thậm chí một kiện tiên khí bình thường cũng không bằng nó năm đó đào vũ đạt được nó về sau lại tiêu phí nhiều tâm tư luyện chế lần nữa bảo vật này trong nội tâm hàn lập có chút nghi hoặc hiện tại xem ra chỉ sợ đào vũ kia ngay từ đầu đã biết rõ bảo vật này có thể ngăn cản đan kiếp mới hao phí lớn tâm lực như thế trên nguyên hợp ngũ cực sơn này bất quá trước mắt cũng không phải là thời điểm tìm ra ngọn nguồn nguyên hợp ngũ cực sơn nguyên hợp ngũ cực sơn tuy rằng ngăn cản được cột sáng kim sắc nhưng uy năng cột sáng đan kiếp thật sự quá lớn lưỡng sắc quang mang kịch liệt đan vào nhau ngũ cực sơn tản mát ra hôi quang dần dần ảm đạm xuống bất quá lực lượng cột sáng kim sắc dường như cũng hao tổn rất lớn chậm rãi thu nhỏ lại hai mắt hàn lập nhíu lại lập tức ngừng thúc giục các bảo vật khác chuyên tâm thúc giục nguyên hợp ngũ cực sơn đinh đinh đang đang Từng kiện bảo vật mất đi vầng sáng từ giữa không chung nhau nhau rơi xuống phía dưới, rơi đầy trên đất, nhưng hắn vẫn không thèm nhìn chút nào. Vì chuẩn bị luyện chế đạo đan, hắn hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên, đã đợi quá lâu rồi, hôm nay nếu như đã đến bước cuối cùng này, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt nhiên không buông tha. Chương 365, mạch nước ngầm. Trong lúc nhất thời, giữa không trung hôi quang cùng kim quang đan vào nhau, trong hư không nổi lên thanh âm vù vù, tràn ngập từng đợt thiên địa nguyên khí cuồng bạo hai đạo quang sắc dường như ngang nhau, chẳng bên nào mạnh hơn bên nào, trong lúc nhất thời hiện ra xu thế rằng co lẫn nhau. Theo thời gian trôi qua, bất luận nguyên hợp ngũ cực sơn phóng thích hôi quang, hay cột sáng kim sắc, đều không ngừng suy yếu dần. Nhưng Hàn Lập thấy tình hình này, sắc mặt có chút khó coi. Tiên linh lực trong cơ thể hắn lúc này còn lại không nhiều lắm, mặc dù dùng tiên nguyên thạch bổ sung, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Phiền toái hơn chính là hắn phát hiện mặc dù nguyên hợp ngũ cực sơn có thể chống đỡ kim quang, nhưng pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong đang tiêu hao từng điểm theo cột sáng kim sắc yếu dần lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu nữa về sau lại cần phải chăm sóc một thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục lại hàn lập hít sâu một hơi một tay cầm một quả tiên nguyên thạch không ngừng bổ sung tiên nguyên lực vào trong cơ thể tay kia không ngừng véo động pháp quyết rót tiên nguyên lực vào trong ngọn núi màu xám ở trên không không bao lâu quang mang trên ngọn núi màu xám giữa không trung run lên Hôi Quang tản mát ra nhanh chóng ảm đạm xuống. Hiển nhiên, pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong nguyên hợp ngũ cực sơn cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tiếp tục duy trì nữa, vẻn vẹn mấy hơi thở công phu về sau hôi quang mặt ngoài ngọn núi liền biến mất vô tung. May mà, cột sáng kim sắc lúc này cũng chỉ còn lại có một điểm. Ngay lúc hôi quang biến mất, cột sáng kim sắc lập tức lóe lên đánh trúng đạo đan. Ầm ầm, đạo đan lập tức rung động lắc lư kịch liệt, hai đạo văn kim sắc chợt hiện tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập lúc này cũng đã đến đáy, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, chân ngôn bảo luân sau lưng lần nữa tỏa sáng hào quang, một cỗ kim quang trói mắt từ trong tuôn ra, lần nữa lóe lên hóa thành hơn 10 đạo kim sắc quang tia, nhanh chóng quấn chặt lấy đạo đan, bao bọc tầng tầng nó vào bên bên trong, hình thành một viên cầu kim sắc lớn chừng quả đấm. Sắc mặt hắn trắng bệch, tiên linh lực trong cơ thể triệt để hao hết, rốt cuộc không thể làm được gì khác. Uy nguy dầm rầm, kim sắc viên cầu rung động lắc lư liên tục, tản mát ra quang mang, phát ra âm thanh trầm buồn, giống như sấm rền, dường như tùy thời khả năng bạo liệt trở lại. Trong nội tâm Hàn Lập mặc dù gấp gáp, nhưng lúc này lại hữu tâm vô lực. Vào thời khắc này, bóng người lóe lên sau lưng hắn, thân ảnh giải đạo nhân phóng tới. Hai tay giải đạo nhân vung lên, lưỡng sắc quang mang vàng óng ánh trên người gã đại phóng, hai cột sáng từ lòng bàn tay bắn ra, chui vào trong cơ thể Hàn Lập. Một cỗ tiên linh lực tinh thuần lập tức dũng mãnh tiến vào trong đan điền đang trống rỗng của Hàn Lập trong nội tâm hàn lập vui vẻ hai tay lập tức bấm nhanh pháp quyết kim sắc phiên cầu rung rung chậm rãi dừng lại kim quang mặt ngoài cũng dần dần ảm đạm xuống hàn lập thấy vậy cuối cùng thở phào một hơi chân ngôn bảo luân sau lưng hắn lóe lên biến mất kim sắc quang tia bao bọc đạo đan cũng biến mất vô tung lộ ra đạo đan bên trong kim sắc đạo đan trải qua hai lần đan kiếp thoạt nhìn so với lúc trước càng thêm sáng rõ tản mát ra chấn động thời gian chi lực càng thêm mãnh liệt lúc này hàn lập không có chú ý nhìn dù sao đan kiếp diễn ra với thanh thế lớn như vậy chỉ sợ đã khiến cho một ít tu sĩ gần đó chú ý hắn nhanh chóng lấy ra một quả đan dược ăn vào sau đó lật tay lấy ra một cái hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu đạo đan vào sau đó gật đầu cảm kích giải đạo nhân đang đứng sau lưng nhanh rời khỏi ta cảm giác có người đang chạy đến nơi này giải đạo nhân nói xong thân hình hóa thành một đạo kim quang chui vào trong cơ thể hàn lập hàn lập cũng không nói thêm gì nữa lập tức phát tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh thu đám bảo vật trên mặt đất lẫn ngân sắc lò đan vào. Sau đó thần thức của hắn lần nữa đảo nhanh qua các nơi trong động phủ, tin chắc trong động phủ không có đồ vật gì tiết lộ thân phận của mình, thân hình lập tức bắn ra, lóe lên xuất hiện bên ngoài động phủ. Lúc này kim vân đầy trời đã sớm biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục sáng trong, chẳng qua là hải vực phụ cận còn cuồn cuộn chút ít. Hàn lập phung tay lên, trận kỳ xung quanh động phủ lập tức bay vụt về, hóa thành đạo đạo quang mang chui vào trong tay áo hắn. Tay hắn bấm niệm pháp quyết, kim sắc lôi quang trên người lóe lên, đang muốn thi triển lôi quang pháp trận rời khỏi nơi này. Vào thời khắc này, hư không cách đó không xa chấn động một hồi, từng đạo gió lốc màu xanh lăng không phóng tới, phát ra tiếng thét ô ô. Gió lốc màu xanh kết nối lẫn nhau, trong nháy mắt hình thành một cái pháp trận màu xanh, một cỗ không gian chi lực từ bên trong pháp trận màu xanh phát ra. Hàn lập thấy cảnh này, nhướng mày. Pháp trận màu xanh này cùng lôi quang pháp trận của hắn tương tự nhau, Bất quá người này sử dụng chính là phong thuộc tính chi lực kết hợp với không gian chi lực, thanh thế không nhỏ. Thi triển lôi quang pháp trận cần tốn chút thời gian, lúc này truyền tống đã không còn kịp nữa rồi. Ý niệm trong đầu hắn nhanh quay trở lại, lập tức ngừng pháp trận, quay người bay về phía động phủ. Đồng thời một mặt nạ màu tím tím xanh xanh lóe lên, mặt nạ vô thường minh hiện ra, hắn lập tức thay đổi dung mạo biến thành một đại hán trung niên. Hàn Lập vừa làm xong hết thảy cách đó không xa bên trong pháp trận màu xanh hiện ra một thân ảnh màu đen là một nam tử áo đen thân hình cao gầy mày kiếm hai mắt dài nhỏ làm cho người ta có loại cảm giác lợi hại dị thường người này tản mát ra một cỗ khí tức khổng lồ rõ ràng là một gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ hàn lập dừng bước thân sắc ngạc nhiên nhìn sang người nọ nam tử cao gầy cũng nhìn lại hàn lập sau đó thoáng đánh giá nhíu mày vị đạo hữu này nhìn rất lạ mặt a à, tại hạ diệu ngôn tu hành gần hải vực này vừa mới nhìn thấy dị tượng, nên sang đây nhìn xem một chút, không biết tục danh đạo hữu là gì. Mặt hàn lập lộ vẻ tươi cười, chắp tay hỏi, bộ dạng như rất quen thuộc ở đây. Trên mặt tuy tươi cười, nhưng trong lòng hắn cũng rất là kinh ngạc. Trước kia hắn chưa bao giờ thấy người này tại Hắc Phong Hải Vực, ở đâu lại xuất hiện một gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ như vậy. Phải biết rằng, ở Hắc Phong Hải Vực, khả năng tồn tại chân tiên hậu kỳ, chỉ có đảo chủ Hắc Phong đảo cùng thanh vũ đảo. Bất quá sau lưng hai cỗ thế lực lớn này bóng ma trùng trùng điệp điệp, cũng không thể nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong nội tâm Hàn Lập nhanh chóng hiện lên những ý niệm này. Đồng thời ánh mắt nam tử cao gầy quét qua khắp nơi một chút, sau đó nhìn về Hàn Lập, giọng nói có chút lạnh lùng. Cát Phú, nguyên lai là các đạo hiếu, đạo hiếu cũng phát hiện dị tượng nơi này, hẳn là đến đây dò xét. Hàn Lập vẫn tươi cười, tiếp tục hỏi. Cát Phú gật đầu nhẹ, sau đó nhìn Hàn Lập thật sâu, nói tại hạ phát giác được dị tượng nơi này, lập tức khi triển truyền tống pháp trận chạy đến, tốc độ đã tương đối nhanh, không ngờ vẫn chậm hơn diệu ngôn đạo hữu một bước. Ha ha, động phủ tại hạ gần đây, cảm giác được nơi đây có động tính, liền lập tức chạy tới, tự nhiên nhanh hơn đạo hữu một chút. Hàn lập vẫn tươi cười không đổi, nói, a à, đúng không, cát phố chậm rãi nói ra, lập tức thân hình khẽ động, bay xuống phía dưới động phủ. Quang mang trong mắt hàn lập hiện lên, cũng theo sát phía sau người này, bay thấp xuống dưới, giả vờ giả việt nhìn qua các nơi động phủ. Vừa rồi hắn đã xóa sạch sẽ dấu vết nơi này, không cần lo lắng bị phát hiện ra manh mối gì. Hai người dò xét nhanh các nơi động phủ, tự nhiên cũng không tìm ra manh mối gì. Xem ra chúng ta đã đến chậm, người này đã sớm rời khỏi, chẳng qua không biết người nọ đến cùng làm cái gì để xuất hiện dị tượng lớn như thế. Chẳng lẽ nơi này có dị bảo xuất thế, nhưng thoạt nhìn cũng không quá giống a." À. Vẻ mặt Hàn Lập nghi hoặc nói. Cát Phố nghe Hàn Lập nói vậy, quay đầu liếc nhìn, không nói gì. Vào thời khắc này, xa xa phía chân trời hiện ra mấy đạo độn quang, chớp mắt đã phi độn đến gần, hiện ra mấy thân ảnh tu sĩ. Mấy người kia thình lình đều là tu vi chân tiên, bất quá đều là cảnh giới sơ kỳ, cảm ứng được tu vi hai người cát vô cùng hàn lập, sắc mặt biến đổi, đứng ở đằng xa không có tới gần. Cũng không lâu lắm, quang mang những phương hướng khác chấp liên tục, một người tiếp theo một người phi độn đến. Hàn lập thấy tình hình này, thần sắc trên mặt không đổi, nhưng trong lòng khẽ động. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều không phải địa tiên, hiển nhiên là tới từ ngoại giới xem ra tình thế hắc phong hải vực phức tạp hơn so với mình nghĩ nhiều những năm qua chính mình rời khỏi có lẽ có không ít chân tiên tiến nhập mảnh đất này nơi vốn xem như ngăn cách với nhân thế chẳng lẽ là vì tranh đấu giữa hai đảo hoặc là có di tích xuất thế vốn lúc trước hắn vừa tiến nhập tiên giới hắc phong hải vực này mặc dù so với linh giới tốt hơn nhưng tài nguyên so với toàn bộ bắc hàn tiên vực vẫn thiếu thốn đến cực điểm thậm chí còn kém hơn so với hoang lan đại lục Nhìn nơi này cũng không có gì, tại hạ cũng không muốn gặp quá nhiều người, đành cáo từ rồi." Hàn Lập nhíu mày, sau đó chắp tay với Cát Vũ, hóa thành một đạo cầu vòng phi độn về phía xa, lập tức biến mất cuối chân trời. Cát Vũ nhìn Hàn Lập rời khỏi, đứng nguyên tại chỗ chốc lát, ánh sáng màu xanh trên người lóe lên, hình thành một cỗ gió lốc màu xanh. Lốc xoáy nhanh chóng chuyển động, bao lấy thân thể của gã, hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh, lăng không biến mất tại chỗ. Các tu sĩ gần đó thấy hai người rời khỏi lúc này mới bay về phía hòn đảo. Mặt biển cách hòn đảo không biết bao nhiêu vạn dặm, khắp nơi phiêu đáng sương mù màu đen, cực kỳ nồng đậm, bầu trời cũng một mảnh u ám. Hư không trên mặt biển chấn động một hồi, mấy đạo kim sắc lôi quang hiện ra, ngưng tụ thành một cái lôi điện pháp trận, thân ảnh hàn lập từ bên trong hiện ra. Thần thức của hắn lan ra, sắc mặt buông lỏng, hắn rời khỏi hòn đảo kia, sau đó dùng lôi quang pháp trận truyền tống đi, về sau lại truyền tống nhiều lần trong hắc phong hải vực, lúc này mới tới đây nếu có người âm thầm truy tung hiện tại cũng đã triệt để bị bỏ lại hắn nhìn về phía chung quanh thân hình bỗng nhiên bay xuống phía dưới hải vực rất nhanh lặn xuống một nơi trong đó khoanh chân ngồi xuống từng trận đau đớn nổi lên khắp thân thể là do hậu quả mượn tiên linh lực của giải đạo nhân hắn phát tay thiết lập hai đạo cấm chế lấy ra một quả đan dược ăn vào nhắm mắt vận công ba ngày ba đêm sau hàn lập mở to mắt đứng lên thở dài một hơi cảm giác không khỏe trong cơ thể đã triệt để biến mất hơn nữa trải qua đan kiếp lần này, hắn lại cảm ngộ thời gian chi lực thêm một ít, về sau phục dụng đạo đan, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sẽ càng thêm hữu ích. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sờ lên túi chữ vật, trong mắt hiện lên một tia kích động. chương 366, phát tác sớm. Một lát sau, Hàn Lập phất tay hủy bỏ cấm chế quanh người, không thể chờ đợi vội vã rời đi, tính quay về hướng động phủ của mình. Ân, bay đến nửa đường, bỗng nhiên hắn lắc đầu, cảm thấy đầu có chút trầm trọng, Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chưa có hoàn toàn khôi phục. Hắn thì thào tự nói một tiếng, đang định nhắm mắt nội thị một chút, kết quả là hắn vừa mới thúc giục luyện thần thuật, thần thức khổng lồ trong đầu không hề báo trước cuồn cuộn kịch liệt, điên cuồng khởi động. Giờ khắc này, hắn cảm giác như có vô số tiểu đau điên cuồng quấy phá trong đầu, đau nhức kịch liệt. Đau đớn đột nhiên phát sinh vô cùng kịch liệt, dùng tâm tính của Hàn Lập cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng. Hai tay hắn ôm đầu, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Ngay sau đó, thân thể hắn đang phi độn đột nhiên ngừng lại, sau đó giống như một viên đá từ không trung rơi thẳng xuống mặt biển phía dưới. Thân thể hàn lập chìm vào trong nước biển lạnh buốt, nhưng hắn lại không cảm giác chút nào, đau nhức trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, dần dần che mất tinh thần của hắn, thần chí hắn trở nên mơ hồ. Bất chi bất giác, hai mắt hắn nổi lên một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt. Trong lúc đần đột, theo bản năng hắn muốn mở hai mắt ra, lại cảm giác hết thảy trước mắt mông lung không rõ, dường như bốn phương tám hướng thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng gào thét cùng gào thét, lúc xa lúc gần. Những thanh âm ẩm ý này truyền vào trong tay hắn, về sau dường như có thể trực tiếp xâm nhập vào sâu trong óc hắn, dẫn tới máu tươi toàn thân sôi trào, giống như trong lồng ngực có một cổ áp lực cuồng bạo, làm cho hắn gần như không thể hô hấp, tựa hồ chỉ có thể phóng xuất ra mới có thể dẹp yên loại cảm giác cuồng bạo này. Theo bản năng, hai tay hắn vũ động điên cuồng, khi thì phát ra quyền, khi thì dơ trưởng bổ ngang, dường như chỉ có như vậy mới có thể dẹp loạn cuồng bạo trong lòng. Hắn muốn gào thét, nhưng lại không nghe được chút thanh âm nào, trong tai chỉ nghe được thanh âm càng ngày càng ầm ý, hơn nữa theo hai tay cuồng vũ, thanh âm tràn ngập bốn phía càng ngày càng vang, nhưng trong nội tâm của cuồng bạo kia lại tựa hồ đã tìm được một lỗ hồng, theo mỗi quyền cước chém ra lại giảm đi một ít. Hàn lập dường như đã tìm ra phương pháp, có thể làm cho hắn thoải mái một chút, giờ khắc này trong đầu của hắn trống rỗng. Không biết qua bao lâu, theo tiếng ồn ào từ bốn phía càng ngày càng nghiêm trọng cuồng bạo trong lòng hắn cũng dần giảm xuống thời gian dần trôi qua trong mũi miệng của hắn bắt đầu tràn ngập mùi vị máu tanh sền sệt nhưng vào lúc này trước mắt vốn mông lung huyết thảy giống như mây kín che phủ mặt trời lại bắt đầu trở nên rõ ràng nhưng đập vào mắt hắn đầu tiên là một mảnh huyết hồng bốn phương tám hướng trong tầm mắt hắn đều là một mảnh huyết hồng hắn dường như rơi vào một mảnh hải dương huyết hồng vô tận trừ lần đầu ra, khắp nơi xung quanh hắn đều có vô số cỗ bạch cốt bị phá thành mảnh nhỏ cùng thi thể huyết nhục mơ hồ, lớn nhỏ không đều, bên trong một mảnh huyết sắc có chút mông lung tràn ngập cỗ máu tanh nồng đậm cùng khí tức giết chóc. Vào lúc này, trong đầu đau đớn một hồi, huyết hồng trước mắt bỗng dần giảm đi, cảnh vật bốn phía bỗng trở nên rõ ràng. Hàn Lập Kiệt lực lắc lắc đầu, dường như thần trí nguyên bản có chút trì trệ dần chậm rãi hồi phục, trong óc cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn thân vô lực, hơn nữa toàn thân đau đớn vô cùng, dường như đã trải qua một trận chém giết kịch liệt. Sau khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt quét về bốn phía, lại phát hiện lúc này hắn đang đứng trên một tòa hải đảo, mặt hướng về phía biển rộng sóng cả mãnh liệt. Hàn lập hơi ngẩn ra, cảm giác trí nhớ của mình có chút hỗn loạn, chỉ nhớ rõ đã đi ra khỏi tòa đảo nhỏ luyện chế đạo đan, về sau liền trống rỗng, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, hoàn toàn không nhớ ra được. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, thử nhớ lại chuyện lúc trước kết quả vừa nhớ lại thì trong đầu lập tức đau đớn kịch liệt lần nữa hắn vội vàng dừng suy nghĩ lại nhẹ nhàng lắc đầu lúc này mới thư thái một ít đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì quay người nhìn lại sau lưng lúc này hắn đứng trên hòn đảo diện tích khá lớn khoảng chừng trăm dặm nhưng mà lúc này hòn đảo thình lình bị phá thành mảnh nhỏ như tổ ong trung tâm hòn đảo là một tòa sơn mạch khá lớn lúc này đây thình lình bị ngăn ra mặt đất xuất hiện một cái hồ nước lớn gần như xuyên suốt toàn bộ hòn đảo nước biển đang chảy ngược vào những thứ trên ngọn núi bị đánh nát có cái bị cắt đứt một nửa vài chỗ vẫn còn hiện lên từng trận bụi mù cây cối thảm thực vật trên đảo bị hủy hoại hầu như không còn toàn bộ hòn đảo chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mơ hồ hình dáng ban đầu trong mắt hàn lập hiện lên vẻ kinh ngạc lúc này đau đớn trong đầu hắn tiêu tán không ít tâm niệm vừa động thần thức khổng lồ tán phát ra khuếch tán ra chung quanh kết quả vừa nhìn qua đảo này trong nội tâm lần nữa cả kinh không chỉ hòn đảo mặt đất dưới đáy biển cũng biến thành tổ ong không những đáy biển rất nhiều địa phương khác cũng bị cày qua bị đánh ra một đám hố to vài chỗ vỏ quả đất thậm chí cũng bị đánh nứt ra hiện ra từng khe nứt lớn nham thạch nóng chảy trong lòng đất tuôn ra bất quá lúc này đã ngưng kết lại thần thức hàn lập đảo qua tình huống khu vực chung quanh dường như đã trải qua một cuộc đại chiến vô cùng kịch liệt mấy tòa đảo trong phạm vi vạn dặm đều bị phá hủy trực tiếp sụp xuống đáy biển, giống như hòn đảo sau lưng, biến thành một khối tung tóe như rẻ rách. Có không ít thi thể hài cốt yêu thú ở dưới đáy biển, và cả bên trong những hòn đảo này. Nhìn những thi thể yêu thú này có thể thấy thực lực cũng không thấp, thậm chí có không ít yêu thú đạt đến hợp thể kỳ, đại thừa kỳ. Tử trạng những yêu thú này thoạt nhìn đều cực kỳ thê thảm, một đầu dao long đại thừa kỳ cao trăm trượng thậm chí bị cứng rắn xé thành bảy tám đoạn, máu tươi nhuộm hồng cả một vùng biển, bộ mặt đầu rồng dữ tợn, sâu trong đồng tử tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là, Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm, vào thời khắc này, một đạo kim sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trước cách hắn không xa, thu vào hiện ra một thân ảnh hoàng bào trung niên, chính là giải đạo nhân. Giải đạo hiểu, người có biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, mở miệng hỏi, Hàn đạo hiểu, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không nhớ rõ? Hết thảy ngươi thấy đều là do tự tay ngươi tạo thành. Giải đạo nhân im lặng nhìn Hàn Lập một hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Ta, Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Người bay đến nửa đường, đột nhiên giống như nổi điên, khi thì nhập hải, khi thì lại bay lên trời, điên cuồng phá hư hết thảy chỗ này. Giống như bị tâm ma phụ thể đánh mất thần trí, ta kêu gọi thế nào ngươi đều không có phản ứng. Giải đạo nhân chậm rãi nói ra, ta, phát cuồng, đại khái kéo dài bao lâu. Hàn lập nghe vậy sướng sờ, tiếp theo lại hỏi, từ lúc hai mắt người đột nhiên trở nên huyết hồng rơi vào trên biển, đến lúc người đột nhiên tỉnh lại, trước sau kéo dài chừng một nén nhang. Giải đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói ra, sắc mặt hàn lập âm tình bất định, nhất thời trầm mặc xuống. Nghe giải đạo nhân nhắc nhở như vậy, đầu óc hắn dần dần thanh minh, hồi tưởng lại chuyện mất trí lúc trước. Đang lúc phi đột, trong óc đột nhiên đau nhức kịch liệt, sau đó rất nhanh đánh mất thần trí, sau đó cái gì cũng không thể nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trong nội tâm tràn ngập dục vọng giết chóc. Làm sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bị người ám toán? Hàn lập thì thào tự nói, con mắt dần dần phát sáng lên, ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ là luyện thần thuật, dùng tu vi hắn hiện tại, Kim Tiên cũng không có khả năng ám toán hắn như thế mà không để lại dấu vết. Hồi tưởng lại tình huống lúc trước, hẳn là luyện thần thuật rồi. Sắc mặt Hàn lập âm tình bất định, trần chờ một chút, chậm rãi vận chuyển luyện thần thuật trong đầu hắn lập tức quặn đau một hồi nhịn không được kêu lên một tiếng buồn bực vội vàng dừng lại đau đớn trong đầu lúc này mới chậm rãi biến mất trong mắt hàn lập lóe lên tia sáng trong nội tâm chợt cảm thấy giật mình hiển nhiên hết thảy đều là do luyện thần thuật gây ra nghĩ tới đây sắc mặt hắn âm trầm xuống căn cứ năm đó khang tiên nhân kia nói tu thành tầng thứ ba luyện thần thuật có thể bảo vệ thần thức ba bốn vạn năm không cần phải ngại hắn đã sớm tu thành tầng thứ ba luyện thần thuật nhưng lúc này có lẽ mới qua hơn một vạn năm vì sao thần thức lại xuất hiện nguy cơ nhanh như vậy là năm đó khang tiên nhân kia nói dối hay là có nguyên nhân nào khác dẫn đến nguy cơ thần thức như vậy hàn lập chậm rãi thở ra một hơi thần sắc khôi phục bình tĩnh bất luận là nguyên nhân gì hiện tại vấn đề này đã xuất hiện quan trọng nhất là nghĩ kỹ đối sách nếu không giải quyết chỉ sợ cuối cùng thần thức của mình hỗn loạn trở thành quái vật giết chóc như đối phương vừa nói hôm nay đã phát sinh hết thảy có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu May mắn nơi đây vắng vẻ, chính mình vừa rồi phát cuồng trong thời gian ngắn ngủi, cũng không khiến cho người nào chú ý, nếu không chỉ sợ phiền toái càng lớn hơn. Hôm nay tuy rằng tạm thời bình thường trở lại, nhưng khó bảo toàn bản thân lúc nào đó lại đột nhiên phát cuồng, trong đoạn thời gian vô ý thức kia, tình cảnh của mình hiển nhiên là thập phần nguy hiểm, hơn nữa căn cứ tin tức sơ bộ lúc trước, khoảng cách loại phát cuồng này chỉ sợ sẽ không ngừng kéo dài, có lẽ cuối cùng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Ánh mắt hắn lập loè, dựa theo lời nói Khang Tiên Nhân lúc trước, bởi vì luyện thần thuật đưa tới vấn đề này, nếu muốn giải quyết, chỉ có thể tu luyện tầng thứ tư luyện thần thuật. Lúc Hàn Lập vẫn còn ở trúc long đạo, đã âm thầm điều tra luyện thần thuật ở tiên giới, bất quá khi đó hắn cho rằng nguy cơ thần thức tối thiểu cũng 2 3 vạn năm sau mới xuất hiện, cộng thêm lúc ấy việc cần phải làm không ít, cho nên chỉ thoáng tra tìm một chút, cũng không có tận tâm. Căn cứ tình hình trước mắt, nơi Bắc Hàn tiên vực này, ghi chép về luyện thần thuật rất ít, đã thật lâu không có nghe nói qua sự kiện dẫn phát đến luyện thần thuật cho nên công pháp luyện thần thuật càng ít có người biết. Bên trong truyền công điện ở Trúc Long đạo mặc dù có luyện thần thuật, bất quá bị liệt vào sách cấm, không phải đạo chủ, tất cả mọi người đều không được đọc qua. Hơn nữa chỉ nửa bộ công pháp ba tầng trước, hắn tự nhiên không thèm để ý tới. Hàn lập nhân mày lại, thần sắc có chút trầm trọng. Ngay cả Trúc Long đạo lớn như vậy cũng không có phần sau công pháp luyện thần thuật, lúc này thân ở Hắc Phong Hải Vực, đi đâu tìm bí thuật này đây? Trường 367, Phục Đan, Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, một mực trầm ngâm không nói, giải đạo nhân cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng trôi nổi trước người hắn. Sau một lúc lâu, thần sắc hắn hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một tấm mặt nạ đầu hổ màu xanh. Hàn Lập nhìn mặt nạ trong tay, suy nghĩ một chút, sau đó thu vào. Ngay sau đó, hắn không có dừng lại lâu, thu giải đạo nhân vào, thân hình cũng biến thành một đạo thanh hồng bay về phía xa. Mấy ngày sau, trên không động phủ Hàn Lập, Hư không lóe lên, một thân ảnh mơ hồ nổi lên, chính là Hàn Lập. Hắn cảm ứng xung quanh một chút, trong lòng thoáng buông lỏng xuống. Cấm chế bố trí xung quanh hòn đảo không có vết tích tác động, lối vào động phủ cũng bị phong bế cực kỳ chặt chẽ, xem ra những ngày qua cũng không có người nào nhận ra nơi này. Thân hình Hàn Lập mơ hồ một cái, lóe lên chui vào trong cấm chế, tiến nhanh vào trong động phủ. Hắn đi qua các nơi trong động phủ một chút, sau đó liền tiến nhập vào trong mật thất. Hắn chậm rãi đi đến giữa mật thất, hung tay áo một cái, bốn phía mật thất lóe lên linh quang, một màn sáng màu vàng nhạt nổi lên như ẩn như hiện, bao trùm gian mật thất lại. lúc này thần sắc hàn lập đờ đẫn lấy ra mặt nạ đầu hổ màu xanh mang lên mặt, gọi ra trận bàn, mở ra giới diện giao dịch vô thường minh, đang tính tuyên bố nhiệm vụ thì dừng lại. tuy nói trong vô thường minh, dựa vào mặt nạ để tìm ra một người gần như không có khả năng, nhưng thời gian hắn dùng mặt nạ đầu hổ này cũng tương đối dài, tiếp tục sử dụng chưa hẳn an toàn tốt nhất vẫn là tìm cách đổi một cái mặt nạ khác. Hàn Lập nghĩ như vậy, rất nhanh ban bố một nhiệm vụ tìm kiếm nửa bộ sau công pháp luyện thần thuật. Bởi vì luyện thần thuật là cấm thuật ở tiên giới, cho nên hắn chỉ miêu tả sơ về bộ công pháp này, đề cập công pháp có tác dụng không nhỏ trong việc tăng cường thần thức, cũng không nêu thẳng tên ra. Bất quá người đã tu luyện luyện thần thuật, hoặc là biết bí thuật này, liền có thể nhìn ra đó là luyện thần thuật. Về phần thù lao, Hàn Lập ra giá cực cao, còn nếu không hài lòng, có thể gặp mặt đàm phán. Làm xong hết thảy, hắn thu mặt nạ vào, khẽ thở dài một hơi. Tình cảnh bây giờ, trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ cách cầu trợ ở Vô Thường Minh, nhìn xem có biện pháp nào giải quyết hay không. Nếu thực sự không được, chỉ có thể mạo hiểm rời khỏi Hắc Phong Hải vực. Lại nói tiếp, lúc vừa mới gia nhập, Vô Thường Minh xác thực cho hắn không ít kinh hỉ. Bất quá theo tu vi tăng lên, việc cần giải quyết cũng theo đó phát sinh biến hóa, dần dần Vô Thường Minh không còn đáp ứng hết thảy giống như lúc trước như lần trước hắn muốn tìm kiếm tài liệu phụ trợ còn lại để luyện chế đạo đan cũng phải bỏ ra thời gian thật dài mới có kết quả hy vọng lần này đừng để hắn thất vọng hắn lắc đầu không nghĩ nhiều vấn đề này nữa nhắm mắt vận chuyển luyện thần thuật lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu chậm rãi chuyển động lên lúc nhanh lúc chậm theo thần thức vận chuyển não hải hàn lập nổi lên một cảm giác mát mẻ không khó chịu chút nào lúc trước thần thức đột biến phảng phất như là một giấc mơ trong lòng của hắn khẽ buông lỏng xem ra thần thức đã khôi phục bình thường mặc dù không biết lần bộc phát tiếp theo sẽ xuất hiện khi nào bất quá trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề hàn lập vừa nghĩ đến đây lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh phía trên dán mấy tấm phủ lục màu vàng nhạt mặc dù có phủ lục phong ấn nhưng trong hộp vẫn có từng tia pháp tác ba động tản ra vật trong hộp ngọc đúng là viên thời gian đạo đan mà mình hao hết thiên tân vạn khổ mới luyện chế được hắn nhìn hộp ngọc thở nhẹ ra một hơi sau đó đặt hộp ngọc một bên nhắm hai mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức ba ngày sau hắn mở mắt ra bất luận là tiên linh lực hay là thần hồn chi lực đều đạt đến trạng thái đỉnh phong tâm cảnh càng bình tĩnh lại hắn giơ tay áo lên một đạo lôi quang màu vàng lóe lên thân hình giải đạo nhân xuất hiện giải huynh nơi đây mặc dù bí mật nhưng để phòng ngừa vạn nhất lại phải làm phiền ngươi hộ pháp cho ta rồi hàn lập chậm rãi nói ra giải đạo nhân không nói gì chỉ im lặng gật đầu nhẹ tiếp theo lôi quang trên thân lóe lên Cả người dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy. Hàn Lập thấy vậy, một tay phất lên, hào quang màu xanh trên đại môn mật thất lấp lóe, ngưng tụ thành một màn sáng phù văn thật dày, lóe lên rồi biến mất. Sau khi làm xong, hắn cầm lấy hộp ngọc trên mặt đất, bóc lớp phù lục trên hộp, nắp hộp tự động mở ra, lộ ra bên trong một viên đạo đan màu vàng. Hàn Lập dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy đạo đan, lại cẩn thận đánh giá, sau đó ngửa đầu nuốt viên đan dược vào. Sau một khắc, hắn nhíu mày lại, trên mặt hiện ra một tia đau đớn, đồng thời hào quang màu vàng trên thân đại phóng. Xoẹt một tiếng, kim quang trên chân ngôn bảo luân chấp động nổi lên, tách ra hào quang màu vàng lóa mắt không gì sánh được, sau đó xoay tròn. 360 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân đều sáng lên, nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra hào quang sáng ngời. Cùng lúc đó, kim quang trên thân hàn lập lóe lên, một đạo đạo văn màu vàng nổi lên, chính là đạo văn trên đạo đan. Sau mấy hơi thở, kim quang trên người hắn lóe lên lần nữa, đạo đạo văn màu vàng thứ hai cũng từ hư không xuất hiện. Hai đạo đạo văn phát ra hào quang màu vàng chói mắt, sau đó hòa vào nhau, làm thân thể hàn lập biến thành màu vàng nhạt. Đạo văn tản ra quang mang, vô số phù văn màu vàng xuất hiện, một cỗ lực lượng pháp tắc không cách nào nói rõ lay động ở trong đó. Cả người hàn lập như tắm trong mảnh phù văn màu vàng này, hai mắt hắn nhắm nghiền, hai tay không ngừng kết động pháp quyết trước người. Trong nháy mắt, thời gian 5 năm trôi qua, Cả hòn đảo nhỏ nơi Hàn Lập đặt động phủ vẫn bị cấm chế bao phủ, ở ngoài nhìn vào phẳng phất như biến mất, trừ phi tự mình chạm vào, nếu không căn bản không cách nào phát hiện được vị trí cụ thể hòn đảo. Sáng sớm một ngày này, mặt biển gần hòn đảo vốn yên lặng, đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, lan dần ra xa. Tiếp đó soạt một tiếng, một đầu hải thú màu trắng nhô ra mặt nước gần nửa người, chậm rãi bơi tới nơi này. Toàn thân con thú này trắng noán, giống như bạch ngọc điêu khắc thành, chính là chư đồn thú mà Hàn Lập từng gặp lúc trước khí tức trên người nó cuồn cuộn đã triệt để vững chắc ở tu vi hóa thần kỳ tám cái chân trắng noãn dưới thân tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt phảng phất như hai hàng mái trèo đang hoạt động bơi nhanh về phía trước lần trước con thú này được hàn lập tương trợ đột phá đến hóa thần kỳ những năm này một mực bế quan trong động phủ trước đó không lâu tu vi nó đã củng cố lập tức xuất quan tính gặp lại tu sĩ nhân loại thần thông quảng đại kia chư đồn thú mặc dù không phải yêu thú lợi hại gì nhưng trời sinh có một ít dị năng có chút mẫn cảm với các loại sóng linh khí lại thích thu thập khoáng thạch linh tài đem về trong sào huyệt lần này nó mang đến rất nhiều đồ vật đã thu thập được trong nhiều năm ý nghĩ rất đơn giản là hy vọng có thể lần nữa đạt được một ít chỗ tốt trong tay tu sĩ nhân loại kia rất nhanh chư đồn thú bơi một vòng quanh hòn đảo hòn đảo đã biến mất trước mắt lại có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản nó tới gần bình chướng này tuy mềm dẻo nhưng mang đến cảm giác không thể phá vỡ hai mắt nó quay tít một vòng nhưng cũng không ngoài ý muốn Biết đây cũng là một loại thủ đoạn thần bí nào đó mà vị tu sĩ nhân loại kia bày ra, đương nhiên nó không dám tùy tiện xúc phạm. Do đó, nó cũng không gặp được vị tu sĩ nhân loại kia. Chư đồn thú nhìn qua phía hòn đảo, cái đuôi buông xuống, đang tính rời đi. Vào thời khắc này, bỗng nhiên một cỗ khí tức khổng lồ uy nghiêm ba động nổi lên, bao phủ hải vực phụ cận. Cỗ khí tức này cực kỳ đáng sợ, làm con thú có loại cảm giác manh mông thương thiên đại địa, phảng phất như khí tức thiên địa. Toàn thân con thú rung động, không thể động đậy chút nào cảm giác run sợ phát ra từ tận đáy lòng cùng lúc đó thiên địa linh khí hư không phụ cận bỗng nhiên hỗn loạn quay cuồng lên hình thành từng vòng xoáy linh khí màu vàng này đến vòng xoáy linh khí màu vàng khác có lớn có nhỏ lớn chừng cỡ gần mẫu nhỏ thì cỡ nắm đấm bất luận lớn nhỏ trong vòng xoáy màu vàng đều xuất hiện vô số phù văn màu vàng lóe ra linh quang màu vàng trói mắt trong lúc nhất thời khắp nơi trên mặt biển đều là vòng xoáy màu vàng hình thành một mảnh linh vân màu vàng so với đan kiếp trước đó cũng không kém bao nhiêu, bất quá không có cảm giác nặng nề như đan kiếp kia. Vô số vòng xoáy màu vàng lấp lẽ, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Lực lượng pháp tắc ba động cường đại theo những vòng xoáy màu vàng này trong khi xoay tròn truyền ra bốn phương tám hướng. Vòng xoáy màu vàng cuồng đảo một trận, chợt như thủy triều hội tụ lại một chỗ. Trong nháy mắt, tất cả vòng xoáy kim quang biến mất không còn tâm tích, một tia sáng màu vàng to lớn dài mấy chục dặm nổi lên, vắt ngang giữa không trung tia sáng sáng óng ánh long lanh, vung vẩy nhẹ nhàng, phảng phất như vật sống. Vô số phù văn màu vàng to to nhỏ nhỏ ở phía trên tia sáng nhảy vọt, phát ra tiếng thét vang vọng đất trời, ầm ầm u u, giống như sơn hô biển động, thời gian pháp tắc chi lực cực kỳ mãnh liệt từ trên tia sáng tán phát ra. Mặc dù chỉ có một cây tia sáng này, nhưng uy thế so với vô số vòng xoáy màu vàng trước đó càng thêm to lớn. Tia sáng giống như một đầu cự long trườn giữa không trung, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, bơi tới chỗ nào, hư không nơi đó xuất hiện sóng chấn động. bất quá vào thời khắc này tia sáng hơi ba động kim quang phù văn chung quanh nhanh chóng ảm đạm xuống tiếng rít to lớn cũng dần dần biến mất. sau một thoáng tất cả kim quang phù văn chung quanh tia sáng đều biến mất chỉ còn lại có một cây tia sáng màu vàng lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. giờ phút này tia sáng nhìn càng thêm sáng óng ánh long lanh tản ra lực lượng thời gian càng thêm mãnh liệt. lần này khác biệt so với trước lực lượng thời gian tản ra không có cảm giác hỗn loạn chút nào ngược lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ huyền ảo phù hợp với thiên địa tia sáng óng ánh cũng giống như lúc trước cũng đong đưa nhẹ nhàng chỉ là ngay vị trí tia sáng này tình huống khác biệt so với trước đó hư không ngay chỗ đó phảng phất bị đông cứng triệt để đình trệ loại cảm giác này có hiệu quả trì trệ giống như chân môn bảo luân bất quá tựa hồ là một loại tồn tại khác biệt nào đó vào thời khắc này phía dưới trong động phủ hiện lên một vệt kim quang tia sáng giữa không trung đột nhiên thu nhỏ bay về phía dưới động phủ, lóe lên chui vào trong đó. Tất cả dị tượng phụ cận hải vực đều biến mất, bầu trời lại khôi phục bình lặng. Thân thể chư đồn thú kia cũng khôi phục tự do, ngơ ngác nhìn về phía hòn đảo, tiếp đó trong lòng cả kinh, vội vàng chui vào trong biển, liều mạng bơi về phía đảo san hô. Dị tượng này mặc dù có chút quỷ dị kỳ lạ, bất quá phạm vi ảnh hưởng và thanh thế nhỏ hơn nhiều so với đan kiếp lần trước, cũng không có làm cho tu sĩ phụ cận chú ý. chương 368, Người đã tỉnh Cùng lúc đó, một nơi nào đó ở tiên giới, khắp nơi phiêu đáng từng đám mây kim sắc, từng đoàn lớn nhỏ không đều nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp, phủ kín toàn bộ không trung, thoạt nhìn kim quang sáng chói. Những đám kim vân này bay lên hạ xuống, lại không ngừng biến hóa thành các hình dạng khác nhau, thoạt nhìn bất định, cho người một loại cảm giác phi thường thần kỳ. Bên trên một đoàn kim vân có một tấm bia đá kim sắc cao vạn trược, tản mát ra từng đợt kim sắc quang mang, lưu chuyển không ngừng. Trên tấm bia đá là một đồ án kim sắc, thoạt nhìn tựa hồ là văn tự gì đó, lại rất giống phù văn, hiện ra rậm rạp chẳng chịt đầy cả khối bia đá. Những văn tự kim sắc này có lớn có nhỏ, có sáng có tối, nhưng nói chung đều sáng ngời. Cái lớn nhất to cỡ căn phòng, tản mát ra kim quang mãnh liệt, cái nhỏ nhất cỡ nắm tay, tản mát ra kim quang ảm đạm. Văn tự kim sắc có cái bất động, lại có cái đang không ngừng lóe lên, tán phát ra trận trận thời gian pháp tác chi lực mãnh liệt. Vào thời khắc này, đột nhiên bia đá đại phóng kim quang, Đồng thời phát ra âm thanh cực lớn, bay thẳng lên trời cao. Một chỗ trống trên tấm bia đá lóe lên linh quang, hiện ra một đoàn kim sắc văn tự, to cỡ chén cơm, tản mát ra kim quang vàng nhạt, lóe lên nhẹ nhàng. Bia đá tản mát ra kim quang chói mắt, duy trì một lát rồi rất nhanh mở xuống, hết thảy lại khôi phục bộ dạng lúc trước. Hư không một chỗ phía trước bia đá đột nhiên chấn động một hồi, kim quang lăng không hiển hiện, ngưng tụ thành một cặp mắt kim sắc vĩ đại, nhãn châu xoay động, nhìn qua phía bia đá. A à, lại thêm một người tìm hiểu ra thời gian pháp tác chi lực. Một thanh âm mông lung vang lên, nghe không biết là nam hay nữ, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào. Thanh âm quanh quẩn một hồi trong không gian, rất nhanh tiêu tán đi. Cặp mắt kim sắc vĩ đại tựa hồ chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, sau một khắc cũng lóe lên một hồi kim quang rồi biến mất không thấy. Bên trong mật thất động phủ, toàn thân hàn lập được bao phủ trong kim quang nồng đậm, chân ngôn bảo luân sau lưng chậm rãi xoay tròn đỉnh đầu của hắn lơ lửng một đoàn kim sắc tinh ti dài hơn một thước, giống như một đầu linh xà đang chậm rãi du động trong hư không. Tuy rút nhỏ vô số lần, nhưng tinh ti tản mát ra thời gian chi lực không giảm chút nào, tràn ngập cả mật thất, khiến hết thảy trong phòng tựa hồ đã phát sinh biến hóa đặc biệt nào đó. Có thể nói, ngoại trừ hàn lập cùng kim quang trên người hắn, hết thảy trong mật thất nhìn như bất động. Hàn lập chậm rãi mở to mắt, nhìn tinh ti trên đỉnh đầu, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Lần này tìm hiểu thời gian pháp tắc, quá trình có chút khúc chiết, luyện hóa đạo đan cũng mất thời gian vài năm. Về sau mượn nhờ đạo đan chi lực, trùng kích lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, lại tốn thêm vài năm. Trong thời gian này cũng phát sinh mấy vấn đề, cũng may hắn chuẩn bị tương đối đầy đủ, trên người lại có rất nhiều đan dược chân quý. Hơn nữa lúc trước thông qua chân ngôn bảo luân, hắn thử lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mấy lần, tuy không thể thành công, nhưng lại tích lũy không ít kinh nghiệm, cho nên việc gặp bình cảnh lúc tìm hiểu, cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm hóa giải lúc này hắn mới mượn nhờ đạo đan chi lực, thuận lợi nắm giữ thời gian pháp tắc. Mà từ khi khống chế được thời gian pháp tắc, về sau hết thảy đều không giống với lúc trước, hắn cảm giác được bản thân cảm ngộ mộ được một ít lực lượng thần bí thời gian, phát sinh một ít cải biến đối với việc lý giải chân ngôn bảo luân. Rõ ràng nhất là việc gọi ra chân ngôn bảo luân, thân hắn ở trong không gian kim sắc, tựa hồ càng thêm thành thạo. Mà lúc hắn cô động ra thời gian pháp tắc, mơ hồ cảm ứng được một tia dấu vết thời gian trôi qua của toàn bộ thế giới. Thật lâu sau, tâm tình Hàn Lập mới từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn kim sắc tinh ti, ánh mắt lập lè vài cái. Tiếp đó, tay hắn bấm niệm pháp quyết, kim sắc tinh ti sáng bóng lóe lên, rồi thu liếm lại. Trong mật thất lập tức khôi phục bình thường, tay Hàn Lập biến đổi pháp quyết, kim sắc tinh ti lập tức biến hóa liên tục, khi thì kéo dài, khi thì thu nhỏ lại, có khi còn biến thành một vòng tròn, hoàn toàn theo tâm ý điều khiển của Hàn Lập. Hình thái tinh ti phát sinh biến hóa, thời gian chi lực tản mát ra cũng lập tức biến hóa theo. Thấy vậy, trên mặt Hàn Lập lộ ra cảm giác hứng thú. Xem ra tinh ti thời gian này rất huyền diệu so với khả năng hắn có thể hiểu, nhất thời nửa khắc không cách nào hiểu thấu đáo được. Hắn cười nhạt một tiếng, hắn có rất nhiều thời gian, sau này tìm hiểu từ từ là được. Tay Hàn Lập biến đổi pháp quyết, đang muốn thu hồi kim sắc tinh ti, dù sao lúc thi triển hay duy trì nó thì tiêu hao tiên linh lực cũng không nhỏ. Vào thời khắc này, lông nghi hắn chợt nhảy lên, nhớ tới một chuyện, động tác liền ngừng lại. Hàn lập trở mình vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh lá, đúng là trưởng thiên bình. Những năm này hắn dò xét bình này không biết bao nhiêu lần, nhưng đều có kết quả không lớn. Giờ phút này hắn đã lĩnh ngộ thời gian chi lực, ngừng tụ ra thời gian tinh thi, không biết có thể dò xét ra một hai bí mật trưởng thiên bình không. Nghĩ đến đây, Hàn lập hít sâu một hơi, đang muốn bấm niệm pháp quyết thúc dục kim sắc tinh thi. Vào thời khắc này, dị biến nổi lên, trường thiên bình bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, tản mát ra lục quang chói mắt, giống như một đoàn mặt trời màu xanh lá chói mắt, hơn nữa từ trong tay hắn bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, chân ngôn bảo luân sau lưng Hàn Lập cũng tỏa sáng hào quang, chuyển động cấp tốc. Chỉ nghe vèo một tiếng, kim sắc tinh tì bỗng nhiên trở nên thẳng tắp, bắn ra, lóe lên chui vào trong chân ngôn bảo luân, biến mất. Ông, chân ngôn bảo luân tỏa sáng hào quang, so với bình thường sáng hơn gấp 10 lần, chỗ có thời gian đạo văn đều tách ra kim quang hội tụ lại vị trí trung tâm bảo luân, rất nhanh ngưng tụ thành chân thực chi nhãn. Nhưng con mắt này không có mở ra, bất quá mặt ngoài con mắt có vô số kim sắc phù văn lập lòe chung quanh, nhúc nhích như những vật sống. Sắc mặt hàn lập biến hóa, nhưng chỉ đứng yên tại chỗ, không có cử động nào khác. Hắn vừa mới phát giác, giờ phút này bất luận là trường thiên bình, hay chân ngôn bảo luân, thậm chí đạo thời gian tinh ti kia cũng đã thoát ly sự khống chế của hắn. Nội tâm hàn lập kinh ngạc, cũng mang thêm vẻ chờ mong. Trước kia mỗi lần Trường Thiên Bình phát sinh dị biến, đều mang lại cho hắn kinh hỉ không nhỏ, không biết lần dị biến này sẽ phát sinh cái gì. Đang cân nhắc, Trường Thiên Bình cùng chân Ngôn Bảo Luân hô ứng lẫn nhau, hào quang tản mát ra càng ngày càng sáng, một luồng sóng chấn động cường đại vô cùng khuếch tán ra, làm toàn bộ động phủ đều rung động lắc lư. Vào thời khắc này, chân thực chi nhãn đột nhiên mở ra, một đạo tinh thi từ bên trong bắn ra, đúng là đạo tinh thi thời gian kia. Tinh thi lóe lên, chui vào trong Trường Thiên Bình. Ông một tiếng, lục quang mặt ngoài trưởng thiên bình đại phóng, hình thể lớn lên nhanh chóng, trong nháy mắt lớn như ma bàn. Trên vách bình hiện ra vô số phù văn màu xanh lá, nhanh chóng du động phía trên, hơn nữa lập lòe bất định, giống như ngôi sao trong đêm tối. Những phù văn màu xanh lá này chợt lóe lên, từ trên vách bình bắn ra, hội tụ vào trong thân bình, ngưng tụ thành một đoàn lục vân, phiên cổn không thôi. Bên trong lục vân mơ hồ hiện ra một đồ án hình vòng xoáy, một cỗ khí tức đặc thù chấn động từ bên trong lục phân tán phát ra cỗ chấn động này cũng không mạnh nhưng hư không phụ cận trường thiên bình lại chấn động kịch liệt nổi lên từng gợn sóng mắt thường có thể thấy được đuôi lông mày hàn lập nhảy lên đồng tử co rụt lại vào thời khắc này trường thiên bình tản mát ra hào quang lóe lên đoàn lục phân bên trong hóa thành một đạo cột sáng màu xanh lá vừa thô vừa to xé rách hư không ra trực tiếp chui vào trong đó ầm ầm vô số tinh thi từ trong hư không bị xé rách hiển hiện ra ngưng tụ thành vách tường bằng tinh thể lúc trước hàn lập nhíu mày trong mắt hiện lên vẻ thất vọng vách tường bằng tinh thể này hắn đã từng thấy xác thực uy lực bất phàm cũng có nhiều tác dụng bất quá lần này hắn vẫn chờ mong trường thiên bình vốn tưởng rằng lần này bình sẽ thể hiện ra thần thông nào khác không nghĩ tới vẫn là vách tường bằng tinh thể này nhưng ngay sau đó trong lòng hắn khẽ động vách tường tinh thể này tuy giống với vách tường bằng tinh thể lúc trước bất quá mặt ngoài xuất hiện một cái đồ án vòng xoáy màu xanh lá đúng là vòng xoáy trong thân bình lúc trước. Ầm ầm, vách tường tinh thể chấn động run rẩy, mặt ngoài có vô số tinh quang lưu động, thỉnh thoảng lướt qua một ít cảnh vật. Vòng xoáy trên vách tường tinh thể màu xanh lá chợt lóe lên, vô số lưu quang như thủy triều bị nó thôn phệ vào, vòng xoáy bất ngờ lớn lên nhanh chóng. Lúc đầu nó chỉ lớn bằng chậu rửa mặt, nhưng sau mấy hơi thở đã lớn bằng căn phòng, chuyển động nhanh chóng. Ầm ầm, một cỗ hấp lực kỳ lạ khổng lồ đột nhiên từ bên trong vòng xoáy tán phát ra, bao phủ thân thể Hàn Lập lại hàn lập biến sắc giờ khắc này tuy hắn cảm thấy thân thể không bị cỗ hấp lực này ảnh hưởng nhưng thần hồn chi lực trong đầu không chống cự được đều bắn ra lóe lên chui vào trong đó hắn chưa kịp phản ứng thì trong đầu đau đớn một hồi trước mắt một màn tối thui sau đó liền mất đi ý thức không biết sau bao lâu có lẽ là trong nháy mắt cũng có thể là một vạn năm ý thức hàn lập khôi phục lại từ từ hắn mở to mắt ra đập vào mắt là một mái nhà cũ nát trên sàn ngang treo đầy mạng nhiệt mái nhà bị phá thành mấy lỗ hống, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Bên tai tựa hồ còn có thanh âm gì đó, lúc xa lúc gần, ồn ào, đứt quãng. Giờ phút này toàn thân Hàn Lập đau đớn không chịu nổi, ngón tay nhúc nhích một chút cũng rất là khó khăn. Hắn cố gắng quay đầu nhìn sang bên cạnh, rất nhanh đã minh bạch tình huống lúc này. Giờ phút này hắn nằm trên một cái giường, chung quanh hình như là một miếu thờ cũ nát, thanh âm bên tai là của một thiếu niên áo vàng, thoạt nhìn có chút khỏe mạnh, mày rậm mắt to, màu da hơi vàng gã đang quỳ gối bên giường cúi đầu khóc thương thấy tình huống này cả người hàn lập sướng sờ đây là đâu không phải hắn đang ở trong động phủ giò xét trường thiên bình sao tại sao lại đi tới địa phương xa lạ này hàn lập đang muốn nhớ lại vào thời khắc này hắn cảm thấy trong óc chấn động tiếp theo đầu đau đớn muốn nứt ra hắn không tự chủ được hai tay ôm đầu trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn may mà loại đau đớn này chỉ diễn ra trong nháy mắt hắn thở nhẹ ra nhưng tiếp theo thần sắc trì trệ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay vừa rồi, một cỗ trí nhớ lạ lẫm lộn xộn trống rỗng xuất hiện, tràn vào trong đầu của hắn. Những trí nhớ này cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ là từng đoạn ngắn. Thiếu niên bên giường kia nghe thanh âm hàn lập phát ra, đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt trên mặt vẫn còn rưng rưng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kinh hỉ, rong rung rung. Sư, sư phụ, người đã tỉnh, chương 369, sư phụ và đồ đệ. Sư phụ, hàn lập nghe thiếu niên nói, trong nội tâm khẽ giật mình. Hắn không nhớ là mình đã thu đồ đệ này hồi nào, nhưng chẳng biết tại sao dung mạo của đối phương lại làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. "Sư phụ, ta biết ngay người phúc phận thâm hậu sẽ không có việc gì. Ta cầu từ chân đại sư hai đóa long đảm hoa đã sắc thành dược để ta đi bưng đến cho người." Thiếu niên lau nước mắt trên mặt, đứng dậy, bước nhanh ra bên ngoài. Hàn Lập Đờ đẫn nhìn thiếu niên đi ra ngoài, vô thức cúi đầu nhìn lại thân thể của mình. Bình thường không sao, nhưng khi kiểm tra, nội tâm hắn khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giờ phút này, thân thể hắn bất ngờ trở nên tiêu tụy vô cùng, đang mặc một bộ áo bảo màu xanh, hai cánh tay lại khô héo ngăm đen, phảng phất như hai gốc cây già. Việc này là như thế nào, tại sao ta lại già nua như vậy? Đến tột cùng đây là nơi nào, thiếu niên kia là ai? Trong nội tâm hàn lập đầy nghi vấn, trăm mối vẫn không cách nào lý giải, buộc lòng hắn phải tạm thời bỏ qua thôi. Giờ phút này, đau đớn trong cơ thể hắn cũng giảm bớt nhiều, một tay chống mép giường, miễn cưỡng trèo chống thân thể ngồi dậy. Hàn Lập suy nghĩ một chút, vội vàng thúc giục thần niệm, dò xét tình huống trong cơ thể. Kết quả sau khi quét qua, lông mày hắn nhíu chặt. Đầu tiên hắn có thể khẳng định, cơ thể già nua này tuyệt không phải là mình, chỉ là chẳng biết tại sao mình lại phụ thân vào cỗ thân thể này. Ngoài ra, lục phủ ngũ tạng cỗ thân thể này bị nội thương rất nặng, bên trong còn có một loại kịch độc. Nếu là tu vi trước kia của Hàn Lập, điểm thương tích ấy không tính là gì nhưng pháp lực cỗ thân thể thể này cực kỳ mỏng manh ít ỏi chỉ có trình độ trúc cơ hậu kỳ căn bản không cách nào áp chế được nội thương với kịch độc nói cách khác cỗ thân thể này đã không còn bao nhiêu sinh cơ cách thời điểm vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hàn lập cười khổ một tiếng hít sâu một hơi cong ngón tay búng ra thúc giục pháp lực còn lưu lại ít ỏi trong cơ thể xoẹt một tiếng không khí chung quanh hiện ra một ít bọt nước hội tụ đến chỗ hư không trên ngón tay ngưng tụ thành một mặt thủy kính to hơn một xích, bên trong hiện ra một thân ảnh lão đạo dâu bạc. Hàn lập nhìn thấy cười cười, phất tay tán đi thủy kính, nhíu mày trầm ngâm. Giờ phút này, đau đớn trong đầu hắn đã giảm hơn phân nửa, chuyện lúc trước cũng đã nhớ lại. Trong lúc mình thi triển thời gian pháp tắc chi ti cùng chân ngôn bảo luân, cùng với trưởng thiên bình tựa hồ đã phát sinh chuyện cộng minh nào đó, về sau thần hồn của mình không biết vì sao bị vòng xoáy trên vách tường bằng tinh thể hút vào, sau đó lại đến nơi này chẳng lẽ rơi vào huyễn thuật nào đó? Hàn Lập thì thào tự nói, trong nội tâm suy đoán, đồng thời tâm trạng cũng buông lỏng vài phần. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, hết thảy trước mắt đều chân thật vô cùng, căn bản không có chút dấu vết huyễn cảnh nào. Không phải huyễn thuật, cuối cùng là, nội tâm Hàn Lập chuyển động, lập tức xem lại những đoạn ký ức ngắn ngủi trong đầu, sửa sang lại một phen. Rất nhanh, hắn xem xét qua một lần những đoạn ký ức này, trong mắt có vẻ hiểu ra. Những đoạn trí nhớ ngắn này đúng là của lão đạo dâu bạc, lão đạo tên là lăng vân tử hoàng y thiếu niên kia chính là đồ nhi duy nhất của lão tên là lý nguyên cứu bởi vì lăng vân tử phát hiện một gốc linh thảo nên bị đánh trọng thương mặc dù trốn thoát nhưng lại tổn hao nguyên khí nhiều dầu hết đèn tắt không lâu nữa sẽ vẫn lạc mà hàn lập không biết vì sao thần hồn của hắn lại bám vào thi thể vừa mới chết đi này nên tỉnh dậy bị lý nguyên cứu nghĩ lầm là sư phụ sống lại ồ sắc mặt hàn lập chợt giật mình nhìn về bên trái phía trước Hư không chỗ đó bất ngờ hiện ra một viên luân màu vàng kim nhạt có chút mơ hồ, cơ hồ nhạt không thể thấy, nếu không phải hắn vừa mới ngẩng đầu nhìn chỗ đó, nhất thời còn phát hiện không ra. Viên luân màu vàng kim nhạt kia chính là chân ngôn bảo luân, mặt ngoài có 360 đoàn thời gian đạo văn đang lập lòe nhẹ. Giờ phút này bất ngờ đã có hai mươi mấy đoàn thời gian đạo văn ảm đạm xuống, hơn nữa cứ sau một cái hô hấp, thời gian đạo văn trên bảo luân liền ảm đạm xuống một đoàn, giống tình huống lúc trước hắn thi triển thần thông vách tường bằng tinh thể. Ý niệm trong đầu Hàn Lập nhanh quay trở lại, tựa hồ mơ hồ nắm được cái gì trong đó, rồi lại mơ hồ không rõ. Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, chính là Lý Nguyên Cứu đang bước nhanh đến, hai tay gã cẩn thận bưng một cái chén sứ, bên trong chứa hơn phân nửa nước thuốc màu đen, tản mát ra vị thuốc nồng đậm. "Sư phụ, người hãy uống chén thuốc này." Lý Nguyên Cứu đi đến trước giường, cầm chén thuốc đưa tới. Hàn Lập nhìn nước thuốc trong chén, ẩn ẩn chứa một cỗ chấn động linh khí không kém đối với một gã tu sĩ trúc cơ thì chén thuốc này sử dụng dược liệu khá xa xỉ. Để đó đi, một lát ta sẽ uống. Hàn lập nhìn thiếu niên nói một câu, sau đó chậm rãi đứng lên. Sư phụ, người đang bị thương, hay là nghỉ ngơi thật tốt đã. Lý Nguyên cứu cả kinh, gấp gáp nói, thân thể của ta, tự ta hiểu rõ nhất, người không cần lo lắng. Hàn lập khoát tay chặn lại nói, lại qua một hồi, hắn dần thích ứng với cỗ thân thể này, hành động đã thuận tiện hơn. Hàn Lập hoạt động thân thể một chút, sau đó cất bước đi ra bên ngoài. Lý Nguyên cứu ngẩn người, ẩn ẩn cảm thấy cử chỉ sư phụ có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám nhiều lời, đặt chén thuốc xuống, vội vàng đuổi theo. Hàn Lập đi ra ngoài cái miếu đổ nát, ánh mắt quét khắp nơi, phát hiện tòa miếu thờ này được xây trên một đỉnh núi. Sau khi ra ngoài, đập vào mắt là một dãy núi liên miên, khắp nơi xanh ngắt, phong cảnh thật đẹp. Chỉ là sơn mạch này có chút hoang dã, trong núi thỉnh thoảng vang lên thanh âm hổ khiếu vượn gầm, thiên địa linh khí cũng khá mỏng manh. Hàn lập lấy lại bình tĩnh, sau đó thả thần thức ra, dò xét tình huống chung quanh. Cỗ thân thể thể này tuy pháp lực mỏng manh, nhưng thần thức lại khổng lồ, chẳng biết tại sao lại tựa hồ như kế thừa của hắn không ít, rất nhanh thần thức tràn ngập phương viên mấy nghìn dặm chung quanh. Lông mày hắn thoáng nhíu một cái, mấy nghìn dặm chung quanh, khắp nơi đều là các dãy sơn mạch, không thể xác định được vị trí nơi đây. Sư phụ, người không sao chứ? Lý Nguyên Cứu đi tới, đứng ở phía sau không xa nguyên cứu đây là đâu hàn lập hơi trầm ngâm mở miệng hỏi sư sư phụ nơi này là mộc lan sơn mạch a chẳng phải chúng ta một mực tu luyện ở chỗ này sao sao người lại hỏi như thế lý nguyên cứu nghi hoặc nói trí nhớ trong đầu ta hiện có chút hỗn loạn có thể là do bị thương đuôi lông mày hàn lập trao lên nói ra a à, thiếu niên nghe vậy biến sắc không cần lo lắng cái này cũng không đáng ngại ta lại hỏi ngươi mộc lan sơn mạch này nằm ở khối đại lục nào ở tiên vực nào?" Hàn Lập tiếp tục hỏi, Mộc Lan Sơn mạch ở một Kinh Đại Lục, thuộc Kim Nguyên Tiên vực. Lý Nguyên Cứu nghe vậy, sắc mặt buông lỏng, nói ra: "Kim Nguyên Tiên vực." Nội tâm Hàn Lập khẽ động, cái tên này chưa từng nghe qua, bất quá nhất định là bên ngoài Bắc Hàn Tiên vực. Thần hồn của hắn vậy mà đi tới địa phương xa như thế. Nội tâm Hàn Lập chấn động, ánh mắt lập lòe bất định. Hắn ngẩng đầu nhìn lại phía bên trái, hư ảnh chân môn bảo luân kia giờ cũng theo hắn tiến ra bên ngoài. Giờ phút này thời gian đạo văn mặt ngoài cũng đã tắt gần trăm đoàn. Sư phụ, hay là người nên nghỉ ngơi, dưỡng thương thật tốt, ngày sau chúng ta sẽ tìm những tặc tử kia báo thù. Con mắt Lý Nguyên Cứu ửng đỏ, cắn răng nói ra. Gã và Lăng Vân Tử lão đạo vốn là tu sĩ thiết thú môn ở Mộc Lan sơn mạch. Lăng Vân Tử là con một vị trưởng lão thiết thú môn, đáng tiếc thiên phú bình thường, những năm này không thể kết đan, ở trong tông môn một mực bị xa lánh. Lý Nguyên Cứu là do một lần Lăng Vân Tử lão đạo đi ra ngoài, Nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ, sau đó đem về nuôi rồi thu làm đệ tử. Lăng Vân Tử biết rõ tư chất mình không tốt, nên đem các loại tài nguyên tu luyện đưa cho Lý Nguyên Cứu, đáng tiếc Nguyên Cứu thiên tư thực sự rất tầm thường, tu luyện nhiều năm vẫn còn quanh quẩn ở luyện khí kỳ. Hai người tuy là thầy trò, nhưng tình nghĩa lại không khác gì phụ tử. Lúc vị trưởng lão kia còn tại vị, hai thầy trò bọn họ tuy không được chào đón, nhưng cũng không có trở ngại. Nhưng mấy năm trước, phụ thân Lăng Vân Tử tranh đấu cùng cường địch ngoài ý muốn vẫn lạc từ đó địa vị lăng vân tử cùng lý nguyên cứu trong tông rất xuống nghìn trượng các loại tài nguyên tu luyện bị bắt trả lại cuối cùng thậm chí còn bị đuổi khỏi tông môn hai người trở thành tán tu những năm này một mực sống nương tựa vào nhau thiên phú lý nguyên cứu kém cỏi nhưng tu luyện cực kỳ khắc khổ trước đó vài ngày cuối cùng tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh phong đang muốn đột phá trúc cơ kỳ hai thầy cho bọn họ đi đến một chỗ hiểm địa tìm kiếm một loại linh thảo có tác dụng trợ giúp đột phá cảnh giới Bọn họ đau khổ tìm nửa tháng, cuối cùng tìm được vật ấy, hơn nữa hao hết chắc trở, lúc này mới chém giết được yêu thú thủ hộ linh thảo. Lăng vân tử lão đạo lại còn bị thương không nhẹ, nhưng vào thời khắc này, một đám tu sĩ thiết thú môn đuổi tới, người đầu lĩnh lại là con một vị trưởng lão khác, năm đó ở trong tông môn thường đối địch với lăng vân tử lão đạo. Những người kia không nói hai lời, liền cướp đi linh dược. Lăng vân tử lão đạo ra tay ngăn cản, bị bọn chúng đánh trọng thương, nếu không phải trên người lão mang theo một chương ảnh độn phù, chỉ sợ hai người đã bị chém giết tại chỗ trong đầu Hàn lập lưu lại trí nhớ không nhiều lắm của Lăng Vân Tử lão đạo nhưng đại khái minh bạch tình trạng hai người trong nội tâm thở dài chậm rãi nói ra tu sĩ chúng ta tự là như thế cường giả sống kẻ yếu chết bây giờ tu vi ngươi không đủ không được có ý định lấy chứng trọi đá vâng thần xác lý nguyên cứu ảm đạm cúi đầu lên tiếng Hàn lập lướt nhìn thiếu niên thần thức đảo qua cơ thể gã ánh mắt khẽ nhúc nhích thiếu niên này vậy mà giống hắn là tứ linh căn, ngũ hành thiếu kim, khó trách tu luyện chậm như vậy, bất quá thần thức gã lại có chút cường đại, ngược lại rất giống mình năm đó. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hay là do vận mệnh an bài. Nguyên Cứu, vi sư những năm qua không thể giúp ngươi quá nhiều, lại làm liên lụy ngươi đi theo ta lang thang. Hôm nay thời gian của vi sư đã không còn nhiều, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật, ngày sau ngươi phải hảo hảo tu luyện, không được cô phụ sự kỳ vọng của vi sư đối với ngươi ý niệm trong đầu hàn lập chuyển động, đột nhiên mở miệng nói: "Sư phó, người sẽ không có việc gì. Nguyên cứu không cần bí thuật gì hết, chỉ cần người có thể hảo hảo sống tốt là được." Lý nguyên cứu nghe vậy kinh hãi, vội vàng khoát tay nói: "Nguyên cứu, tu sĩ tu hành đại đạo vốn là nghịch thiên. Hôm nay số mệnh vi sư đã hết, trời không cho không thể cưỡng cầu. Nếu như người thực hiện ý nguyện của vi sư, ngày sau tu vi đại tiến có thể giúp vi sư hãnh diệt. Vậy hãy nghe cho kỹ." sắc mặt hàn lập trầm xuống. Lạnh lùng nói, Lý Nguyên Cứu nghe vậy, còn muốn mở miệng nói gì đó. Hàn Lập không để gã kịp nói, vung tay lên, một cỗ linh quang từ trong tay bắn ra, lóe lên rồi chui vào biến mất trong đầu thiếu niên. Chương 370, duyên nhân quả, đoàn linh quang vỡ vụn phanh một tiếng ra trong đầu Lý Nguyên Cứu, biến thành vô số văn tự thật nhỏ, lượn lờ quanh đỉnh đầu gã. Mở đầu là ba chữ to lóng lánh, chính là đại diễn quyết. Lý Nguyên Cứu trợn mắt, thân thể lập tức cứng ngắc, trên mặt một mảnh mờ mịt. Không bao lâu liền trợn trắng mắt rồi hôn mê, ngã trên mặt đất. Thân thể sư phụ người ta tạm thời mượn một chút, ta và ngươi xem như hữu duyên, đại diễn quyết này coi như là thù lao của ngươi a. À. Nói xong, hắn phất tay phát ra một tia sáng trắng, nâng thân thể Lý Nguyên Cứu lên, đang tính đem gã vào trong môi miếu đổ nát. A, à, thân thể này, hắn ổ nhẹ lên một tiếng, vừa rồi nhìn không kỹ, thân thể Lý Nguyên Cứu này cũng có chút bất phàm, là một loại linh thể kỳ lạ, bất quá giờ phút này còn chưa có thức tỉnh. Hàn Lập dò xét một lát, ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Cứu càng thêm sáng lên. Mà thôi, hiếm khi gặp được người giống ta như vậy, sẽ giúp người một chút, thuận tiện tạo một đoạn nhân duyên a. Hắn lần nữa phất tay đánh ra một đạo linh quang, chui vào trong cơ thể Lý Nguyên Cứu. Linh quang trong đầu gã một phân thành hai, một đoàn linh quang phanh một tiếng lần nữa, vỡ vụn ra, hóa thành vô số chữ nhỏ, rõ ràng là một mảnh công pháp. Mở đầu là bốn chữ cái to lóng lánh Thác Thiên Ma Công. Công pháp này là năm đó ở nhân giới Hàn Lập lấy được từ Man Hồ Tử, ngày đó hắn hứa với Man Hồ Tử sẽ tìm kiếm truyền nhân, miễn cho thác thiên ma công thất truyền. Bất quá về sau hắn cũng không có tìm được người phù hợp, cộng thêm đột phá hóa thần kỳ nên đành tạm gác việc này qua một bên, những năm qua cũng không thể thực hiện được lời hứa này. Tư chất linh thể lý nguyên cứu này rất thích hợp với thác thiên ma công. Một đoàn linh quang khác lóe lên, áp xúc lại thành một quang điểm, ẩn thật sâu trong cơ thể gã không để người biết bên trong quan điểm này là một môn công pháp khác đúng là công pháp chủ tu của hắn tại linh giới phạm thánh chân ma công cùng thác thiên ma công nhất mạch tương thừa chẳng qua cần phải đợi ngày sau lý nguyên cứu tu luyện tới hóa thần kỳ phong ấn này sẽ tự động cởi bỏ lần nữa giúp hắn một tay nhưng con đường tu tiên vốn khó lường mặc dù có hai bộ công pháp của mình tương trợ khả năng trước lúc thảo nguyên tận gã tu hành đột phá bình yên vô sự tu đến hóa thần kỳ kỳ thật cũng cực kỳ bé nhỏ huống chi tư chất kẻ này cũng không phải quá tốt chẳng qua chuyện này cũng không phải Hàn Lập có khả năng quản được. Hắn nhìn thiếu niên, trong lòng có chút cảm thán, mình và thiếu niên này chỉ mới gặp mặt một lần, lại vì cảm động tình cảm hết sức chân thành của gã dành cho sư phụ, trong khi chính mình lại. Hắn lắc đầu, một tay phất lên, đưa thân thể lý nguyên cứu vào trong ngôi miếu đổ nát. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía xa, tay bấm pháp quyết, thần thức cường đại lan ra, khuếch tán ra chung quanh. Thiên địa linh khí mười dặm chung quanh chấn động một hồi, hội tụ lại hóa thành một đám mây trắng trước kia hắn học qua một môn bí thuật này có thể dùng thần thức chi lực cưỡng ép khu động thiên địa linh khí thuật này tiêu hao thần niệm rất lớn pháp lực cỗ thân thể này lại quá mức nông cạn hơn nữa trên người lão đạo cũng không thấy chữ vật pháp khí hẳn là bị mất khi tranh đấu lúc trước nếu không dùng bí thuật này hắn không thể phi hành được thân thể hàn lập nhoáng một cái nhẹ nhàng bay lên mây trắng cuồn cuộn hóa thành một đạo bạch quang bắn ra bay nhanh về phía xa dãy núi bên dưới lập tức rút lui nhanh chóng. Sự tình lý nguyên cứu cũng không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là tìm hiểu kỹ tình huống nơi này, chính mình sai sót ngẫu nhiên bị mang đến đây, hẳn là bên trong có nguyên do gì đó. Trong lòng cân nhắc, ánh mắt hắn không ngừng quét xuống phía dưới, đồng thời thần thức cũng lan ra, cảm ứng tình huống chung quanh. Sau một lúc lâu, Hàn lập nhíu mày, từng tòa sơn phong phía dưới thoạt nhìn rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Bay một hồi, cũng không phát hiện hay thu hoạch gì đặc biệt hắn ngẩng đầu nhìn bên trái phía trước, hư ảnh chân môn bảo luân kia vẫn một mực theo sát bên cạnh hắn, giờ phút này thời gian đạo văn phía trên đã tắt gần nửa. Hàn lập nhíu mày, tay bấm niệm pháp quyết, mây trắng dưới thân lóe lên linh quang nồng đậm, tốc độ phi độ lập tức tăng nhanh hơn nhiều. Lại bay một lát, hắn chợt khẽ di một tiếng, dừng lại, hạ xuống một sơn cốc bí ẩn phía dưới. Một chỗ sâu nhất trong sơn cốc trên vách núi đá, sinh trưởng một đóa cự hoa màu tím, to chừng cối say, từng cánh hoa đầy đặn hiện ra màu đỏ tím, thoạt nhìn diễm lệ vô cùng. Trong cánh hoa có một ít thứ hình dạng xúc tu màu đỏ nhạt, đỉnh là những giọt nước óng ánh lớn chừng quả đấm, không biết là vật gì, tản mát ra vị ngọt nồng đậm. Bạch quang lóe lên, đám mây dừng lại trước cửa hoa màu tím. Hàn Lập nhìn về cửa hoa, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bên trong hoa này có linh quang, hiển nhiên cũng là một gốc linh thảo, hơn nữa tản mát ra khí tức rất giống gốc huyết tinh ngẫu của hắn. Kỳ hoa màu tím đứng đón gió, theo gió phất phơ nhẹ nhàng hàn lập hơi trầm ngâm cong ngón tay búng ra một đám kình phong bắn vào phía trên cự hoa cự hoa màu tím chấn động mạnh một cái những xúc tu trong cánh hoa lập tức dài ra đan sen với nhau hóa thành một cái lưới lớn nhanh như thiểm điện chụp xuống đỉnh đầu hàn lập đuôi lông mày hàn lập nhảy lên dùng tu vi của hắn đương nhiên không bị trúng chiêu bên trên mây trắng lóe lên hào quang như thiểm điện bắn ngược ra sau làm cho xúc tu cự hoa bắt hụt những xúc tu này lăng không vung vẩy cánh hoa nhúc nhích giống như xòe ra miệng rộng thậm chí phát ra tiếng chi. Chi nhẹ, nghe bộ dạng như đang tức giận, huy vũ một hồi, những xúc tu này nhanh chóng rụt lại, chui vào trong cánh hoa. Cánh hoa màu tím cũng ngừng nhúc nhích, biến thành bộ dạng lúc trước. Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày nhảy lên, trên mặt như nghĩ tới điều gì. Hoa này tuy rằng kỳ lạ, bất quá cũng chỉ là một cây linh thảo hiếm thấy mà thôi. Hắn không dừng ở đây lâu, rất nhanh bay ra khỏi sơn cốc, tiếp tục bay về phía trước. Hàn Lập nhìn trên mặt đất mặt lộ vẻ kinh ngạc, càng bay về phía trước, cự hoa màu tím trong sơn mạch này càng nhiều, thỉnh thoảng có thể thấy một hai gốc, vậy mà không có ai ngắt lấy. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng không có dừng lại dò xét, tay bấm nhanh pháp quyết, tốc độ phi độn lại tăng lên vài phần. Xem đạo văn trên hư ảnh bảo luân, thời gian tựa hồ còn không nhiều lắm. Lại bay một hồi, thần sắc hàn lập trượt biến đổi, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mây trắng bay nhanh về phía trước một hồi, liền dừng lại trước một khe núi trong khe núi thình lình có từng tòa kiến trúc đình đài lầu các cao chót vót, linh quang lập lòe khắp nơi có rất nhiều cấm chế còn có một ít độn quang lao vùn vụt qua chính là một tông môn đuôi lông mày hàn lập nhảy lên từ trong trí nhớ lang vân tử lão đạo biết được tông môn này không xa lạ chính là thiết thú môn ý nghĩ trong đầu hắn chuyển động trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm hai tay bấm niệm pháp quyết o o n g thần thức hàn lập tràn ra hóa thành từng gợn sóng vô hình bao lấy thân thể hắn thiên địa linh khí chung quanh cũng hội tụ đến. Linh quang trên người hắn hội tụ cùng một chỗ, thân hình bỗng hóa thành trong suốt, sau đó hắn bay xuống phía dưới, rất nhanh đáp vào trên quãng trường tông môn. Hắn lục tìm trí nhớ lăng vân tử lão đạo, đồng thời quay đầu nhìn về một ngọn núi bên tay phải. Bên trên ngọn núi này có một tòa lầu các màu xanh cao chót vót, linh quang lóng lánh chung quanh, cơ hồ là sáng nhất trong tất cả kiến trúc nơi đây. Nơi đó là tàng điển các của thiết thú môn, bên trong cất chứa các loại công pháp điển tịch, còn có một ít thư tịch, trước mắt Hàn Lập cần nhất những thứ này. Thân hình hắn nhoáng một cái, bay nhanh về chỗ đó, rất nhanh rơi vào trước lầu các. Thần thức Hàn Lập quét qua cấm chế xung quanh lầu các, khẽ nhướng mày. Cấm chế này cũng không tính là cao minh, nếu chân thân của hắn ở đây, bất luận là lặng lẽ lẻn vào hay phá giải cấm chế đều hết sức dễ dàng. Nhưng giờ phút này pháp lực trong cơ thể hắn thật sự mỏng manh, tuy rằng thần thức cường đại, nhưng dùng để phá giải cấm chế cũng không dễ. Vào thời khắc này, hào quang ở phía xa chấp động, theo đó tiếng xé gió chuyển đến, một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, rơi vào trước lầu các. Độn quang thu lại, hiện ra một trung niên nam tử tóc dài, tu vi kết đan sơ kỳ. Ngũ quan người này chính trực, chẳng qua hai hàng lông mày đan xéo lên, làm cho người ta có loại cảm giác ngạo mạn. Hàn lập ẩn thân ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm hơi động một chút. Nhưng khi thấy rõ dung mạo gã, thân thể hắn chợt run lên không hiểu, một cỗ oán niệm rất nặng từ trong đáy lòng hắn không thể ngăn cản được tuôn ra tên nam tử tóc dài này không ai khác chính là người đối địch và là con của vị trưởng lão mà mấy ngày trước đánh lăng vân tử lão đạo trọng thương lăng vân tử lão đạo tuy rằng đã vẫn lạc nhưng khi nhìn thấy người nọ oán niệm còn lưu lại trong cơ thể lại bùng lên yên tâm đi ta mượn thân thể của ngươi tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết một số tâm nguyện ánh mắt hàn lập lạnh băng nhìn nam tử tóc dài đáy lòng cười lạnh một tiếng trong giây lát nội tâm nam tử tóc dài giật mình một cái, cảm thấy ớn lạnh cả người, vội vàng nhìn chung quanh. Nhưng mà chung quanh trống rỗng, cái gì cũng không có. Hắn tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lại thả thần thức quét qua vài lần, vẫn như trước không phát hiện gì cả. Thật là kỳ lạ, hắn nhân mày lại, trong miệng lầm bầm một câu, sau đó nhấc tay, một đạo phù lục màu xanh bắn vào cấm chế, trong miệng ngạo mạn quát, nhanh mở ra cấm chế, ta phụng mệnh trưởng môn đến lấy một đồ vật. Trong cấm chế xuất hiện một lão già tóc xám, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét rồi biến mất, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa, cười nói, nguyên lai là vương chấp sự, xin chờ một chút, ta mở cấm chế ra liền. Nói xong, hắn lấy ra một khối lệnh bài, phát ra một đạo hào quang. Màn sáng cấm chế lập tức lập lè hào quang, tiếng nổ vang lên rồi từ từ xuất hiện một khe hở. Nhanh một chút, thật là lề mề, nam tử tóc dài hừ một tiếng, thân hình bay vụt vào, không thèm nhìn lão giả tóc xám một cái, đi vào bên trong sắc mặt lão giả tóc xám trầm xuống, rất nhanh giãn ra, lệnh bài trong tay vung lên. Màn sáng cấm chế lóe lên linh quang, lấp đầy như lúc ban đầu. Không ai chú ý tới ngay lúc khe hở lấp đầy, một bóng người trong suốt cũng đồng dạng lẻn vào. chương 371, khó phân biệt thật giả. Bóng người trong suốt tất nhiên là hàn lập bám vào thân thể lăng vân tử lão đạo. Hắn đi theo lão giả tóc xám và nam tử tóc dài phía trước thông qua màn sáng cấm chế, sau đó không tiếp tục đi theo mà đứng nguyên tại chỗ ngẩng đầu nhìn về lầu các phía trước, đồng thời phóng xuất thần thức cảm ứng, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, nam tử tóc dài đã đi cách xa lão giả tóc xám, gã bước nhanh tới lầu các, đang tính đẩy cửa bước vào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Hàn Lập quay đầu lại nhìn, đồng tử co rụt lại, ánh mắt rơi vào trên người nam tử tóc dài, đồng thời chỗ mi tâm hiện ra một tầng tinh quang. Bá một cái, một hư ảnh tiểu kiếm óng ánh từ mi tâm hắn bay ra thật nhanh, nhoáng một cái kéo dài mấy trăm trượng giống như thuấn di, xuất hiện sau lưng nam tử tóc dài, chớp động một cái trực tiếp chui vào trong đầu gã. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong một cái hô hấp, lại vô thanh vô tức, không phát ra chút tiếng động nào. Nam tử tóc dài vừa mới giơ chân phải lên đột nhiên ngừng lại, tiếp theo hai mắt lồi ra, sau đó thân thể té xuống phía trước, bịch một tiếng nện lên mặt đất. Vương chấp sự, ngươi làm sao vậy? Lão già tóc xám thấy cảnh này, hơi ngẩn ra, bước nhanh về phía trước đỡ nam tử tóc dài dậy kết quả sau một khắc sắc mặt lão đại biến nam tử tóc dài đã ngừng hô hấp trên người cũng không còn sinh cơ lão định thần một chút sau đó hai mắt nhìn chung quanh đồng thời thần thức cũng theo đó lan ra trong khoảnh khắc quét qua khu vực bên trong màn sáng cấm chế và lầu cát kết quả màn sáng cấm chế cũng không bị tác động mà với tu vi của lão tự nhiên không có khả năng xem thấu ẩn nặc thuật của hàn lập người đâu mau cứu người sắc mặt lão giả tóc xám âm tình bất định sau đó chợt hô to trong tàng điển các một hồi bạo động, mấy tên tu sĩ từ bên trong nối đuôi nhau phóng ra, nhìn thấy một màn trước mắt cũng hiểu đại khái sự tình, nhao nhao sợ hãi, loạn thành một mảnh. Hàn Lập không để ý tới những người này, bồng bình xuyên qua, đi vào bên trong tàng điển các, đồng thời thần thức phóng thích ra ngoài lần nữa. Tàng điển các chia làm ba tầng, hai tầng phía dưới trưng bày một ít tạp thư, nhân văn, địa lý, đồ giám du ký bình thường. Những vật này có giá trị không lớn, cho nên hai tầng dưới không có người trông coi, cũng không có thiết lập cấm chế. Tầng thứ ba chứa một ít công pháp biển tịch, cả tầng lầu bị một tầng cấm chế có chút tinh diệu bao phủ. Hàn Lập tự nhiên không mảy may hứng thú với những công pháp biển tịch kia, hắn lật xem nhanh các điển tịch ở hai tầng dưới. Lúc này những người bên trong đều đã chạy ra ngoài lo biến cố, hắn tự nhiên không cần phải cố kỵ. Lúc trước sở dĩ hắn lựa chọn giết tên nam tử tóc dài ngay cửa ra vào tự nhiên cũng đã cân nhắc ở điểm này. Hắn lật xem nhanh từng quyền điển tịch, rất nhanh nắm giữ tình cảnh ở một kinh đại lục, nhưng những tình cảnh này cũng không có trợ giúp gì đối với cảnh ngộ hắn bây giờ. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bên trái phía trước, lúc này thời gian đạo văn trên hư ảnh chân ngôn Bảo Luân chỉ còn lại khoảng một phần tư. Ánh mắt hắn lóe lên, tuy rằng không biết sau khi toàn bộ thời gian đạo văn tắt hết sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá dùng kinh nghiệm lúc trước của hắn tự nhiên cũng đoán được đại khái. Nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm tư quan tâm những thứ này. Hàn Lập rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc nhanh các điển tịch. Sau một lúc lâu, Tay hắn chợt ngừng lại một chút, nhìn chăm chú một quyển điển tịch cũ kỹ đã ố vàng. Quyển sách này là bản chép tay của một vị tu sĩ đại lục yêu thích du lịch ghi chép lại những nơi đã đi qua, Hàn Lập chú ý đến một bộ tranh vẽ trong đó. Đó là một kim sắc tiểu nhân đầu trọc không có lông mày, trên đầu mọc ra hai kim sắc xúc tu thật dài, trên người thì mọc ra một ít kim sắc móc câu giống như gai nhọn, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Nhìn lại có vài phần tương tự với phệ kim trùng vương trước kia của hắn. Nay du lịch gần Kim Diễm Sơn mạch, Vô tình thấy được một trận tranh đấu động trời, hủy hoại sơn mạch vạn dặm, thiên băng điện liệt, có lẽ là cuộc chiến đấu của tiên nhân, để tránh tai họa, vội vàng chạy xa tránh né, may mắn giữ được tính mạng. Một trong hai tiên nhân giao thủ có lẽ là một loại trùng nào đó, tiếc rằng kiến thức ta nông cạn, không nhìn ra được đó là loại nào. Đằng sau tranh vẽ là chú giải của vị tu sĩ kia. Hàn Lập nhìn đến đây, nhãn tình sáng lên, kim trùng này hiển nhiên không phải phệ kim trùng vương trước kia của hắn, có lẽ là một con khác lại nói tiếp năm đó hắn mới tiến vào bắc hàn tiên vực gặp phải đào vũ từ đó lạc mất trùng vương đến nay vẫn không tìm được việc này cũng khiến hắn tốn không ít tâm tư đáng tiếc không tìm được manh mối hữu dụng không thể tưởng được ở chỗ này vậy mà thấy được thông tin liên quan đến phệ kim trùng hàn lập ghi nhớ việc này không có dừng lại tiếp tục đọc nhanh các trang sau nhưng bản chép tay này chỉ ghi chép những thứ nghe đồn ít người biết đến cũng không có nội dung liên quan đến vệ kim trùng nữa trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng nhưng không có dừng lại mà cầm tiếp một quyển khác, là một cuốn điển tịch về linh thảo. Hắn lật xem vài trang, động tác trên tay lần nữa đình chỉ, ánh mắt chăm chú nhìn vào một trang. Đây là một đóa hoa tử sắc, tươi đẹp trói mắt, đúng là đóa cự hoa tử sắc mà lúc trước hắn thấy bên trong sơn mạch. Phệ linh hoa, có mùi thơm kỳ lạ hấp dẫn vật còn sống, thôn vệ huyết thịt làm thức ăn. Bên trong nó chứa dược lực khí huyết, có thể dùng luyện chế đan dược luyện thể, hiệu quả nổi bật. Nhưng hoa này ẩn chứa một loại thi độc quỷ dị, cần phải dùng bí thuật khu trừ độc tố, lại vừa có thể làm thuốc, nhưng phương pháp này rất hao tổn. Hàn lập nhìn đến đây, lập tức giật mình, khó trách những cử hoa tử sắc kia thoạt nhìn linh khí giạt rào, dược lực rất mạnh, lại nằm đầy sơn giã mà không ai ngắt lấy. Hắn còn muốn đọc tiếp các điển tịch, bỗng trên đỉnh đầu vù vù một hồi. Hàn lập ngẩng đầu lên nhìn, nhướng mày, lúc này thời gian đạo văn trên hư ảnh chân ngôn bảo luân đều đã ảm đạp, hư ảnh bảo luân đột nhiên sáng lên, nhanh chóng trở nên ngưng thực, hơn nữa chuyển động rất nhanh phát ra trận trận thanh âm gào thét hàn lập nhìn ra bên ngoài ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên âm thanh truyền vào trong tai hắn nghe rõ ràng đến cực điểm nhưng mà người ở bên ngoài giường như không nghe được chút nào hơn nữa chân ngôn bảo luân tuy chuyển động nhanh chóng thanh thế kinh người nhưng không có ảnh hưởng đến chung quanh thậm chí không phát ra một tiếng gió cùng lúc đó một điểm hát quang ở trung tâm bảo luân hiện ra nhanh chóng lớn lên trong nháy mắt biến chân ngôn bảo luân thành một màu đen ô ô ô. Theo chuyển động của chân ngôn Bảo Luân, một vòng xoáy màu đen lần nữa hiện ra, giống như đúc tinh bích lúc trước. Hết thầy nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật sự tình chỉ diễn ra trong chốc lát. Hàn lập chưa kịp phản ứng thì một lực hút cường đại từ bên trong phóng ra bao phủ thần hồn của hắn đang bám vào thân thể kia. Vèo, Hàn lập cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, tiếp theo không có lực phản kháng bị hút ra khỏi cỗ thân thể này chui vào trong vòng xoáy màu đen. Cuối cùng hắn thấy nhục thân lăng vân tử kia sau khi mất đi bí thuật che đậy liền hiện ra, nhưng lập tức run lên bần bật rồi vỡ tan ra biến thành vô số oánh quang tiêu tán giữa không trung điều này làm cho nội tâm hàn lập cả kinh sau một khắc hắn cảm giác trước mắt tối sầm ý thức bắt đầu mơ hồ không biết trải qua bao lâu ý thức hàn lập dần dần thanh tình chậm rãi mở mắt ra trước mắt hắn là mặt tinh bích kia vòng xoáy màu đen phía trên lóe lên vài cái sau đó biến mất vô tung sau đó tinh bích cũng run lên hai cái nhanh chóng tiêu tán ra hư không phía trước cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu đã trở về hàn lập nhìn động phủ quen thuộc trong mắt hiện lên một tia phức tạp không hiểu hình như có chút mừng rỡ cũng có chút thất vọng mừng rỡ là bình an trở về thất vọng là không giống mấy lần trước lần này trường thiên bình thể hiện dị năng nhưng tính ra cũng không có hiệu quả cho lắm hắn tự nhiên không cam lòng lúc này nhắm hai mắt lại nhớ lại chuyện ly kỳ trải qua lúc trước ý đồ tìm ra một ít manh mối từ trong đó thật lâu sau hàn lập mở mắt ra lắc đầu, trải qua chuyện lần này, nghĩ mãi vẫn không ra, liền không muốn hao tổn tâm trí suy nghĩ nữa. Hắn khẽ thở dài, tay bấm niệm pháp quyết, trên người hiện ra một tầng kim quang, chân ngôn bảo luân hiện ra sau lưng. Đúng như dự đoán, lúc này 360 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân đều trở nên ảm đạm vô cùng, giống như năm đó thi triển thần thông tinh bích. Một đạo kim sắc tinh thi quấn quanh phía trên chân ngôn bảo luân, chính là thời gian pháp tắc tinh thi, nhưng lúc này cũng trở nên ảm đạm. Sắc mặt hàn lập buông lỏng, tay khẽ vẫy thu thời gian pháp tắc chi ti vào trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, hư không phía trước chấn động, một tiếng sét vang lên, kim hồ rất nhỏ xuất hiện, thân hình giải đạo nhân hiện ra. Chúc mừng hàn đạo hiếu, cuối cùng đã ngộ ra thời gian pháp tắc. Giải đạo nhân chắp tay nói, lần này có thể mượn nhờ một quả nhị phẩm đạo đan mà thành công, thật là quá may mắn. Thời gian pháp tắc là một trong tam đại trí tôn pháp tắc, huyền diệu vô cùng, chút tiến bộ này cũng không đáng nhắc tới. Đúng rồi, vừa rồi phát sinh sự tình gì có lẽ ngươi cũng thấy hả hàn lập cười cười chuyển chủ để hỏi vừa rồi phát sinh sự tình vừa rồi tay ngươi gọi ra tinh bích sau đó thất thần một lát chẳng lẽ có vấn đề gì giải đạo nhân đờ đẫn nói hàn lập hơi ngẩn ra không nói gì thêm tay sờ lên cằm lộ ra thần sắc suy nghĩ từ câu trả lời của giải đạo nhân xem ra thần hồn của mình bị hút vào tinh bích xuyên thẳng đến kim nguyên tiên vực nhập vào thân tên kia sau đó trải qua thời gian 360 hơi thở, nhưng thân thể ở thế giới thật tựa hồ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Rốt cuộc Kim Nguyên Tiên vực kia có thật sự tồn tại hay không? Tông môn Thiết Thú môn thật sự có hay không? Rồi thần hồn mình nhập vào thân Lăng Vân Tử, gặp Lý Nguyên Cứu, rốt cuộc là có hay không, hay chỉ là ý niệm nào đó? Nếu là tưởng tượng, tại sao toàn bộ quá trình mình dùng thần niệm biến thành tiểu kiếm giết chết nam tử tóc dài lại vô cùng chân thật, giống như mình thông qua thần niệm giết chết một tên tu sĩ ở thế giới thực vậy? Lông mày hàn lập trao lên, phát hiện việc này khó có thể phân biệt rõ. Thật lâu sau, hắn lắc đầu cười khổ, việc này quá mức quỷ dị, hôm nay hắn không thể biết rõ, chỉ có thể đợi ngày sau có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn. chương 372, thu hoạch ngoài ý muốn. Hàn lập thở nhẹ một hơi, không muốn hao tâm tốn sức cho những thứ này nữa. Hôm nay đã thành công lĩnh ngộ một tia thời gian pháp tắc, điều tối trọng yếu tiếp theo là luyện thần thuật, còn có sự tình đột phá kim tiên nữa hắn lật tay lấy mặt nạ vô thường minh ra thúc giục pháp quyết gọi ra giao diện nhiệm vụ khi trước tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm luyện thần thuật vẫn như cũng không có hồi đáp hắn thở dài thu mặt nạ vào sắc mặt vẫn bình tĩnh dù sao sự tình tìm kiếm nửa cuối bộ công pháp đều dựa vào cơ duyên hôm nay xem ra trong thời gian ngắn tiếp theo mình cũng sẽ không lâm vào điên cuồng như lần trước hôm nay khoảng cách đột phá kim tiên chỉ còn một cái tiên khiếu cuối cùng nếu thành công có thể tăng cường năng lực sống sót ở tiên giới cũng có thể gia tăng tỷ lệ tìm được nửa cuối bộ công pháp này. Nhưng làm thế nào để đột phá, Hàn Lập lại không có đầu mối. Khi trước lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, về sau hắn thử dùng thời gian chi lực trùng kích tiên khiếu, ý định tìm cách đột phá, nhưng cái tiên khiếu cuối cùng này lại không hề có động tĩnh. Hàn Lập lộ vẻ do dự, một lát sau lật tay lấy ra một phiến đá màu nâu xanh, đúng là phiến đá ghi lại Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Lúc trước hắn tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm nửa cuối bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công trong minh, Đồng dạng cũng không có người đáp lại. Hắn nhìn phiến đá trong tay một lát, bỗng nhiên đứng lên, đi ra phía bên ngoài. Vừa rồi, hắn quyết định thử tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, có lẽ không chừng có cách trùng kích tiên khiếu cuối cùng này. Nhớ lại lúc trước, Tiểu Bắc Đấu Tinh Nguyên Công có tác dụng tăng phúc đối với thân thể, uy lực cực kỳ kinh người, nếu hắn có đầy đủ bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, có lẽ uy lực không để hắn thất vọng. Hàn Lập giao trưởng Thiên Bình cho cử viên khôi lỗi để nó tiếp tục dùng lục dịch đổ vào linh thảo dược viên còn mình thì bay ra động phủ đi đến một đỉnh núi trên đảo nhỏ nơi này là chỗ cao nhất của hòn đảo đứng ở đây có thể nhìn thấy hết thảy chung quanh nhìn không sót thứ gì hàn lập gật đầu nhẹ vung tay lên một đạo thanh sắc kiếm khí bắn ra cắt ngang đỉnh núi một đoạn hình thành một cái bệ đá hắn vung hai tay lên các tài liệu hiện ra những tài liệu này đều tản mát ra một cỗ tinh thần chi lực đều là tài liệu tinh thần những vật này cơ bản đều là của tên hộ vệ áo đen mập mạp của đào vũ người này thu luyện thần thông tinh thần lại là chân tiên hậu kỳ nên trên người có rất nhiều loại tài liệu tinh thần hàn lập há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh bao phủ đỉnh núi lại nham thạch ngọn núi rất nhanh bị đốt đỏ bừng hóa mềm ra tay hắn bấm niệm pháp quyết các tài liệu bắn ra rơi vào bên trong ngọn lửa màu xanh rất nhanh bị luyện hóa cuối cùng dung nhập vào trong ngọn núi lúc đầu ngọn núi vốn bình thường không có gì lạ nhưng rất nhanh sáng nóng lánh, tán phát ra trận trận hào quang. Trong nháy mắt, 4 năm ngày trôi qua, bất ngờ đỉnh núi đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, vốn là hình trụ, giờ phút này biến thành hình tháp, giống như một bệ đá cự đại, toàn thân màu lam, lóng lánh trận trận tinh quang. Trên bệ đá khắc từng đạo phù văn, là các loại đồ án tinh thần, ngưng tụ thành một đại trận vô cùng phức tạp. Nơi này hết thảy nhìn rất giống tụ tinh đài ở cảnh nguyên quan lúc trước, bất quá so với tụ tinh đài thì đồ sộ hùng vĩ hơn nhiều pháp trận trên bệ đá là hàn lập căn cứ tụ tinh pháp trận trên tụ tinh đài lúc trước, phối hợp thêm một ít pháp trận tinh thần mà hắn lĩnh ngộ những năm qua mà thành. Trong chữ vật pháp khí của Hắc Y mập mạp kia có một ít pháp trận tinh thần tinh diệu, còn có một ít công pháp và bí thuật về phương diện tinh thần, trước đây ít năm vì tế luyện thất diệu tinh hoàn, Hàn Lập cũng đã nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Bên trong pháp trận trên bệ đá sáp nhập vào một bộ thất diệu tinh quang trận, tiếp dẫn tinh thần chi lực, hiệu quả chắc hẳn tốt hơn nhiều so với tụ tinh đài của cảnh nguyên quan. Quan trọng nhất là thất diệu tinh quang trận lại đồng bộ với thất diệu tinh hoàn, lúc thi triển pháp trận này có thể dùng thất diệu tinh hoàn hỗ trợ, lại tăng thêm hiệu quả. Hàn lập đáp ở trên đài, thần thức đảo qua chung quanh, thỏa mãn gật đầu nhẹ. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, tiếp tục tham mộ phiến đá màu nâu xanh trong tay. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã về đêm, bầu trời đêm đen kịt, vô số ngôi sao hiện ra, lóe ra trận trận tinh quang. Hàn lập mở to mắt nhìn lên không chung, gật đầu nhẹ hắn vung tay lên, tám khối tinh thạch màu xanh ra trời hiển hiện ra, tản mát ra khí tức giống như hoán tinh thạch lúc trước. Vật này tên là thiên tinh thạch, khá giống với hoán tinh thạch, ẩn chứa tinh quang chi lực cực kỳ tinh thuần, nhưng lại hơn xa so với hoán tinh thạch, là linh thạch thúc dục pháp trận tinh thần tốt nhất. Thiên tinh thạch này cũng lấy từ bên trong chữ vật pháp khí của Hắc Y mập mạp, chỉ tiếc số lượng không nhiều lắm, sợ là dùng không được bao lâu. Bất quá không sao, hắn đã ban bố nhiệm vụ tìm mua thiên tinh thạch trong vô thường minh thiên tinh thạch tuy chân quý nhưng cũng không hiếm thấy như tài liệu đạo đan có lẽ rất nhanh sẽ tìm được tám khối thiên tinh thạch khảm nạm chuẩn xác vào tám cái lỗ trên pháp trận lập tức từng đạo lam sắc quang mang từ lỗ khảm hiển hiện ra nhanh chóng chảy dọc uốn lượn theo trận văn trên đài ánh sáng màu lam chảy đến đâu trận văn ở đó lập tức tản mát ra tia sáng chói mắt rất nhanh toàn bộ trận văn đều sáng lên trên bệ đá cũng tán phát ra tinh quang màu xanh ra trời vô cùng chói mắt toàn bộ bệ đá sáng long lanh trong lam quang hiện ra từng đồ án ngôi sao, chậm rãi quay quanh bệ đá, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tinh quang giữa không trung đột nhiên sáng ngời, sau đó vô số tinh quang rơi xuống như mưa, hình thành một cột sáng vừa thô vừa to, hội tụ lại phía bệ đá, bao phủ bệ đá vào bên trong. Tinh quang chi lực khổng lồ, nhiều hơn gấp 10 lần so với tụ tinh đài triệu hoán ra lúc trước. Hàn lập âm thầm gật đầu, chính mình thiết kế pháp trận tiếp dẫn tinh quang quả nhiên không để mình thất vọng, chỉ là tinh quang chi lực như vậy lại có vẻ không đủ so với yêu cầu của hắn lúc này. Hắn suy nghĩ một chút, hai tay bấm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Ánh sáng màu lam chấp liên tục, bảy miếng tinh hoàn màu xanh ra trời từ trên người hắn bắn ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, đúng là thất diệu tinh hoàn. Ông ông ông, bảy miếng tinh hoàn vừa tế ra, pháp trận trên bệ đá lập tức đại phóng ánh sáng màu lam, hiện ra bảy quang điểm cực đại màu lam, từng cái lớn cỡ ma bàn, trong đó vô số phù văn lập lòe, rực rỡ chói mắt. Bảy quang điểm lam sắc nhìn như bình thường, kỳ thực lại huyền ảo, ẩn ẩn tạo thành một cái pháp trận. Lúc này hào quang trên thất diệu tinh hoàn đột nhiên đại thịnh, từ giữa không trung bay vụt xuống rơi vào bên trong bảy quang điểm trên đài. Ầm ầm, toàn bộ bệ đá tản mát ra ánh sáng màu lam, lập tức đại thịnh lần nữa, mặt ngoài pháp trận cấp tốc vận chuyển, tinh quang chi lực giữa không trung rủ xuống dưới sáng ngời gấp mấy lần, tán phát ra trận trận chấn động. Từng đạo tinh quang chi lực rơi xuống như thác nước, phát ra thành âm cực lớn hàn lập thấy vậy lúc này mới gật đầu sau đó nhắm mắt lại chậm rãi vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công bên trong công pháp này cũng cô động bảy cái huyền khiếu hơn nữa phức tạp hơn nhiều so với tiểu bắc đấu tinh nguyên công càng thêm huyền diệu chỉ nghe oanh một tiếng trầm đục tinh quang chi trụ giữa không trung chậm rãi chia ra làm bảy rũ xuống hóa thành bảy cột sáng nhỏ chui vào cơ thể hắn cột sáng thu nhỏ lại tinh quang bên trong càng thêm dày đặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất trên thân hàn lập lập tức hiện ra bảy quang điểm lam sắc chính là bảy huyền khiếu trước kia đã đả thông bảy đạo tinh quang chi trụ bất ngờ rơi vào bảy vị trí này tinh quang chi lực bàng bạc cuồn cuộn tràn vào bên trong bảy huyền khiếu hàn lập nhướng mày trên mặt lộ ra vẻ thống khổ huyền khiếu đã bị đả thông đau đớn kịch liệt giống như bị vô số cương châm đâm loạn ở bên trong hắn hít sâu một hơi nhắm mắt lại rất nhanh lông mi lại giãn ra loại đau đớn này hôm nay hắn vẫn còn có thể chịu được tay hắn biến đổi pháp quyết tinh quang chi lực giữa không trung rơi xuống càng thêm dày đặc sáng ngời tràn vào trong cơ thể hắn như thủy triều